À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, trước hết chúng con thành kính tri ân quý ngài đã tạo duyên cho chúng con được về chùa Tịnh Luật và cùng sinh hoạt với quý Phật tử chiều hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024. Đủ duyên lành, Pháp Hòa được trở về thành phố Houston, Texas, và lần này được sinh hoạt, gặp gỡ, thăm viếng quý vị tại chùa Tịnh Luật. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị có nóng không? À, ở đây rất là mát, rất là ấm. So với lại chỗ Pháp Hòa ha. Thì thưa đại chúng, là sau một năm trở lại, Pháp Hòa vẫn được cơ duyên gặp gỡ quý bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng một cách rất là ấm lòng, với cái sự chào đón, thương yêu và chăm sóc. Và Pháp Hòa sẽ được gặp quý vị suốt từ chiều hôm nay cho đến chiều Chủ nhật, gặp đến khi nào quý vị chán thôi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn mong mỏi có những người chúng ta muốn gặp gỡ. Tại vì có những người khi chúng ta gặp, chúng ta lại có một sự cảm mến. Có những người chúng ta gặp, chúng ta cảm thấy trong lòng mình có nhiều cái niềm vui, cái hạnh phúc. Và những người đó chúng ta gọi chung là người yêu. Người yêu không chỉ riêng cho những người nào mà mình chỉ yêu theo cái tình cảm nam nữ. Yêu đây là tình yêu rộng lớn. Cha mẹ mình muốn được gặp mỗi ngày cũng là một thứ tình yêu. Mà Đức Phật là một tình yêu ban đầu. Đức Phật là tình yêu của nội tâm mình. Chúa cũng là tình yêu của mình. Tại vì nếu mỗi ngày mình chỉ gặp một người yêu mà bằng một con người bình thường, người này thỉnh thoảng làm cho mình khó chịu, mặc dù họ là người yêu của mình, nhưng mà thỉnh thoảng họ nói những câu làm cho mình buồn, thỉnh thoảng họ làm một việc gì đó làm cho mình không vui. Nhưng mà đối với Phật, đối với Chúa, các ngài chỉ cho mình tình thương, cho mình bình an, cho mình vững chãi. Cho nên mỗi ngày mình gặp một người mình yêu thương rồi, nhưng mà cũng nhớ dành cho mình một đôi phút để gặp một tình yêu tuyệt vời của mình, đó là Đức Phật hay là Đức Chúa. Tại vì nếu mình có gặp được như vậy, thí dụ quý vị gặp tượng Đức Quán Âm, thì mình sẽ nói: ô, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Tại sao mình biết đây là Quan Âm? Tại vì trong tâm mình nhận thức, mình đã từng thấy hình ảnh Đức Quan Âm. Cho nên bây giờ mình gặp Đức Quan Âm thì mình miệng mình nói, ý mình khởi, miệng mình nói, và tự nhiên tâm mình cúi đầu. Mình gặp Đức tượng Đức Mẹ Maria, mình cũng nói như vậy: ô, đây là tượng Đức Mẹ. Thì vì trong tâm mình có hình ảnh của Ngài, cho nên mình gặp tượng của Ngài thì mình miệng mình nói tên của Ngài và thân mình cúi xuống. Có phải không? Rồi ngược lại, nếu mình gặp một người nào mình thương trong cuộc sống: ô, đây là hòa thượng gì đó. Tâm tưởng, miệng nói: dạ con chào hòa thượng. Như vậy một cái người mà mình thương, một người mình kính, khi mình gặp, ý khởi, miệng nói, thân cúi đầu hành lễ, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thân duyên. Thân duyên là gì? Mình có cái duyên, mình thân gần, mình được gần gũi. Vì cái thân duyên đó cho nên các vị nào, thí dụ như ai mà niệm Đức Phật Di Đà mỗi ngày là thân duyên với Ngài. Ai thường tụng kinh là mỗi ngày thân duyên. Cho nên bất cứ mình có đức tin nào,
mỗi ngày mình đều phải có giờ mình hành trì đọc kinh. Cái từ đọc kinh là cái từ phổ thông, không có phải chỉ dành cho Phật giáo, mà gần như đức tin nào cũng phải có giờ để đọc kinh. Tại sao? Tại vì giờ đó là giờ mình thân gì? Bác Hòa mới nói thân gì? Thân duyên. Ai mà làm biến tụng kinh đó, thôi tới giờ mình đi thân duyên. Tới giờ mình đi thân duyên là gì? Bây giờ bắt đầu mình thân đứng trước Phật, tay mình chắp tay cung kính, mắt mình nhìn, miệng mình đọc, tai mình lắng nghe. Có những người không biết đọc kinh, mở YouTube lên, mở YouTube rồi YouTube đọc, mình đọc theo, thì mình lấy cái âm thanh đó hòa với cái miệng mình, hòa với lòng cái lời đọc của mình, và bắt đầu ở trong đó thỉnh cái bon, cái trong này mình, ngoài này mình lại, ở trong đó cúi đầu, mình cúi đầu theo. Thì những giây phút như vậy chúng ta gọi là thân duyên. Như vậy thì khi mình gặp một người đời mình cũng thân duyên, mình gặp các bậc thánh hiền mình cũng thân duyên. Như vậy có bao giờ mình dứt duyên không? Vậy tại sao than vô duyên? Mình có duyên chứ. Mình có duyên với ai? Mình có duyên với việc gì? Cho nên lúc nào mình cũng có cái duyên đó, và mình hạnh phúc là mình được cái duyên đó. Thưa đại chúng, có nhiều lúc Pháp Hòa rất là bận, đủ thứ việc trong một ngày, nhưng Pháp Hòa có một cái hạnh phúc lớn là dù Pháp Hòa có bận gì đi nữa, Pháp Hòa biết rất rõ rằng những việc Pháp Hòa bận rộn nó không ngoài Phật Pháp. Thầy ơi, có người hấp hối nhờ thầy đi hộ niệm. Vừa đi hộ niệm về cái có một cặp vợ chồng nó đang ngồi chờ để nó bút ngày đám cưới. Tại sao? Tại sao nó phải lên? Quý vị nghe nó nói: con hôm trước đi tới đám cưới bạn của con làm ở chùa, con thích quá luôn, và con muốn làm một cái đám cưới mà thầy làm vậy đó. Bạn bè con nghe đám cưới của tụi con mà những đứa khác nó nghe nó ảnh hưởng theo, phải không? Tại vì sao? Mình đám cưới của cái cặp chính giữa này, nhưng mà lời pháp đó, cái lời nhắc nhở đó, mình rót duyên cho những cặp khác. Thấy họ nắm tay vậy chứ, hồi đêm hôm mới gây lộn. Thấy bữa nay hòa vậy chứ, từng rồi dữ lắm, kịch liệt á, phải không? Thành nhưng mà nhờ tưới tẩm trở lại, giây phút đó họ được hấp hôn. Ở đây là làm lễ thành hôn mới bắt đầu thôi. Còn các vị nào mà lâu năm rồi ngồi dưới nghe thấm, thường thường mình nói gì trúng tủ ai đó ha, mà thấy người kia ngó qua người này biết á. Nghe chưa? Cho nên hấp duyên. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, duyên là gì? Duyên là điều kiện. Duyên là những điều kiện, nhưng mà điều kiện đó tốt hay xấu thôi. Quý vị chiều nay đi lên chùa Tịnh Luật, không hề biết mình sẽ được ngồi đâu, nhưng mà tại mình lên sớm quá ngồi ngay đây. Rắc lên đâu từ hồi 2-3 giờ vậy. Ví dụ vậy. Cho nên cái chỗ nào mà mình được một cái good spot, và không phải cái chỗ ngồi không, trong cuộc đời này chúng ta làm gì đi đâu mà gặp được những cái thuận, thì chúng ta biết đây là duyên tốt, đây là điều kiện tốt. Nhưng phải biết trân quý cái điều kiện đó để nó không mất. Pháp Hòa ví dụ một cái ví dụ nè. Có nhiều người ngồi chỗ tốt xong rồi đứng dậy đi nhà vệ sinh á, sợ mất chỗ lấy cái bóp để lại. Cái đó là gì biết không? Giữ duyên. Vì sao vậy? Mình sợ mất chỗ. Vì vậy rõ ràng mình ngồi ngay cái chỗ đó, và mình biết cái chỗ đó tốt cho nên mình sợ mất, phải không? Vì mình kiếm cách mình giữ lại. Vậy thì bây giờ trong cuộc đời mình, mình được gặp những người bạn đời tốt, mình có cố gắng giữ không? Phải cố gắng. Tại vì người đó là một người chồng tốt, người đó là một người vợ tốt, người đó là một người bạn tốt, một người anh tốt, một người chị tốt,
một người quen rất tốt, đừng để mất duyên. Tại vì có khi chúng ta không bao giờ có cơ hội tắm ở cùng một dòng sông, một dòng nước hai lần. Chúng ta chỉ tắm một lần thôi, dòng sông đó vẫn còn đó, nhưng nước mà mình tắm đây không phải là cái nước của kỳ trước nữa. Mình xin thưa đại chúng, nhiều khi mình thấy ngoài trời mây rất đẹp, ô mây tụ lại như một Đức Quan Âm, chạy vô nhà kêu người thân ra, mây tan biến rồi. Tại sao biết không? Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bức tranh vân cẩu tức là mây á, nó kết lại nhìn giống như là một cái hình, nhưng mà thật sự ra đi ra thì tan cái bức hình đó rồi. Quý vị để ý, nhiều khi mặt trời mọc á, đẹp vậy đó, chạy vô chạy ra mặt trời đã biến. Mặt trời lặn cũng vậy, rất nhanh. Thấy vậy đó mà tích tắc mình ngắm chưa kịp là trời đã lặn xuống rồi. Và trong cuộc sống này, nhiều khi mình thấy cái chỗ đó tốt quá, cái đi lấy cái giỏ để lại, lấy chiếc dép để lại, lấy cái gì đó giữ lại. Có sao đâu, mình giữ chỗ mà. Hễ giữ chỗ được thì phải giữ duyên được. Tại sao phải giữ? Là chỗ này tốt. Vậy tại sao người tốt mình không biết giữ? Người thương mình không biết giữ. Mình phải biết giữ duyên. Thì cái Phật giáo gọi cái đó là thân duyên. Thân duyên. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta có thân duyên. Đừng có nói là mình không có duyên gì. Có. Có điều là mình có đủ chánh niệm để nhận diện không? Mình có hai cặp mắt sáng là hạnh phúc. Và mình thấy được người thân, mình thấy được trời, mình thấy được mây. Đó là cái duyên của cặp mắt. Nhưng sao không biết giữ cặp mắt cho tốt? Mình có được một lá phổi tốt, tại sao mình không biết giữ phổi cho tốt? Tại sao mình lại phải mang độc tố vô mình hại nó? Mà tháng nào cũng ghi tên cầu an. Thầy thì cầu an, mà vừa đọc tên cầu an xong mình ra ngoài trước cửa mình hút một điếu. Vậy thì cái phổi mình làm sao nó an nổi? Mình muốn an, thầy cầu mình an, nhưng mà cách sống của mình không an. Thì cái cách sống không an thì làm sao mình an được? Phải phối hợp chứ. Mình phải phối hợp chứ. Mình muốn, thầy chịu. Thầy ông rõ, ông biết chắc chắn luôn, ông cầu nó không an đâu. Nhưng mà thích thì chịu. If you want, I afternoon you. Thì thầy tùy thuận mình. Nhưng mà rồi đây, ví dụ như thầy thành tâm, thầy âm thầm thầy đọc tên của mình, nhưng mà ông biết cái thí chủ này ghi danh đây nè, quỳ đây nè, chờ tôi đọc nè, tôi lâm râm biết nó tôi nói gì cho nên phải đọc ra. Hôm nay có thí chủ Nguyễn Văn Xoài, pháp danh là Thanh Chua, Thanh Ngọt gì đó, xin được cầu an. Nghe thầy đọc tên mình, trời, hạnh phúc quá. Rồi tới hồi đạo thầy cũng buồn ngủ đọc lộn giảng sanh cực lạc. Mắt mình trợn lên rồi. Như vậy thưa đại chúng, mình muốn an, thầy cầu mình an. Nhưng mình phải phối hợp với thầy là cách sống mình phải an. Ví dụ nữa nè, mình muốn bình hoa này đẹp, cho nên mình cắt cái hoa theo cái dáng dấp mình. Nhưng mình phải biết tưới hoa, giữ hoa. Thì mặc dù nó tàn, nhưng mà cái cách tàn của nó không có đến gọi là tàn tạ. Mà nó được cái sự chăm sóc rồi nó héo tàn. Thủy chung cuộc đời này, mình có chăm sóc cỡ nào thì nó cũng sẽ đi vào cái vô thường của nó. Nhưng mà không để cho nó vô thường một cách cô đơn, quạnh quẻ, không ai ngó nhìn. Cho nên chúng ta phải chưa? Chúng ta có thân duyên không? Có. Có thể người đó là một người bạn mình, có thể người đó là chồng, là con, là cháu, vân vân. Mà đôi lúc mình có một, và có đôi lúc mình may mắn mình có nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta giữ cái thân duyên này không?
Thứ hai gọi là cận duyên. Thân thì phải cận. Thường thường tiếng Việt nói thân cận, nhưng mà sao gọi là thân, sao gọi là cận? Sống khác xác bên kêu thân, nhưng bệnh thì thân ai nấy lo. Như vậy chữ cận nghĩa là gì? Cận nghĩa là mình làm theo cái tâm đó, mình làm theo cái ước nguyện đó, để cho cái thân này nó đúng như mình muốn. Pháp Hòa ví dụ, mình gần thầy, mình mới có thân thôi. Mình sống theo lời thầy hướng dẫn mới gọi là cận. Ví dụ như thầy hướng dẫn mình sống khiêm cung, nhưng mình nổ quá trời quá đất. Lo cho thầy một chút mà mình nổ quá trời. Lo có ngày nổ một tháng. Rồi cứ mình cứ thích phô trương. Thành thử ra thầy dạy mình khiêm cung, nhưng mình lại khoa trương. Thầy dạy mình cung kính, mình lại bất kính. Mình thầy hướng dẫn cho mình phải tự tin, mình thì mặc cảm tự ti. Cho nên rồi mình cận, mình thân mà không cận. Đôi khi mình nhà Phật đầy hết, hỏi sao đèn, tôi thích vậy đó, đi tới đâu cũng thấy Phật hết đó. Thậm chí đeo luôn tượng Phật trong người, treo thêm tượng Phật trong xe, sợ Phật không ngó đủ, treo thêm cái phía sau, rồi gắn nguồn cái gắn trên cái đất nữa. Hỏi sao vậy, đây ngồi vững, còn kia lắc quá. Rốt cuộc rồi đi đâu mình cũng tiếp xúc với Phật. Đó là thân hay cận? Thân thôi. Nhưng mà mình có sống theo lời Phật không? Thì gọi là cận. Cho nên mình gần với ai gọi là thân. Mình làm theo cái tâm nguyện người đó gọi là cận. Như vậy mình có thân với Tam Bảo, với Phật. Mình thân với người thương của mình, cha mẹ của mình. Nhưng mình cũng phải thấy được cái cận duyên. Thí dụ trên con đường tu tập, quý vị chim bao thấy một cái điềm lành, thấy một điềm lành, hoặc là trên đường mình tu tập có những cái màu nhiệm nó xảy ra, thì chúng ta biết đây là cái ân đức các vị muốn cho mình một cái cận duyên, để cho mình tăng trưởng đạo tâm, nuôi dưỡng tín tâm, tăng trưởng đạo tâm không để mất. Có nhiều khi có màu nhiệm vậy đó, nó xảy ra để cho mình tăng trưởng cái tín tâm, và đạo tâm mình kiên cố, không có bị lung lay trước những sóng gió, những khó khăn. Cho nên mình á, được thân duyên, được cận duyên. Thân duyên là mình gần gũi, cận duyên là mình tiếp nhận một cái điều đặc biệt. Có nhiều khi thầy thấy cái khả năng của mình, thì thầy trong thầm lặng yểm trợ cho mình mà không nói. Cũng giống như ngày xưa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, khi mà ngài hỏi trong chúng, có ai có thể làm một bài kệ để nói lên cái chỗ ngộ đạo của mình không? Thì lúc đó ngài Thần Tú làm một bài, ngài Huệ Năng làm một bài. Thì cái bài của ngài Thần Tú rất là thiết thực cho đời sống hiện tại của chúng ta. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, nhớ thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Nghĩa là ngài dạy tu thân tu tâm. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Đại chúng truyền tay nhau học. Khi đó Lục Tổ Huệ Năng chưa làm tổ, còn là một hành giả đang tu. Nhưng mà cái chỗ nhận ngộ, nhận được đạo của ngài Huệ Năng cao quá, cho nên ngài Huệ Năng làm lại bài kệ đối lại. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Nếu xưa nay không dính thì mắc trên phải chùi. Thì lúc đó mọi người khen bài tổ, bài kệ của ngài Huệ Năng. Nhưng mà ngài Hoằng Nhẫn biết được ai đặt cái bài kệ này. Nói dạ Huệ Năng,
tổ ra tôi nói xóa liền cái bài đó. Tại sao? Tại vì tổ biết cái cơ của người đệ tử này, nhưng mà không để cho người khác nhận ra được điều đó. Cho nên rồi ngài đi ra phía sau chỗ ngài, ngài Huệ Năng đang giã gạo, thấy ngài Huệ Năng đang quết gạo, giã xây lúa, hỏi gạo đã trắng chưa? Bây giờ thấy người đệ tử viết được bài thơ đó rồi, bây giờ muốn thử đây là văn chương hay thật chứng, gạo đã trắng chưa? Thì ngài Huệ Năng nói dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Vậy thì ngài Huệ Năng, ngài Ngũ Tổ muốn hỏi cái gì? Tâm ông đã sạch chưa? Phiền não ông đã hết chưa? Sự tu hành ông đã thuần chưa? Thì ngài Huệ Năng nói là dạ thuần rồi, con chỉ cần ngài xác nhận thôi. Gạo đã trắng chưa? Dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Tổ mới lấy cây gậy, tổ gõ trên cái miệng của cái cối ba cái, chắp tay sau đít đi vô phòng. Thì khuya đêm đó 3 giờ ngài Huệ Năng gõ cửa, bước vô. Tổ hỏi giờ này đến đây làm gì? Thì ngài hẹn con 3 giờ mà dặn con đi cửa sau. Tại vì gõ trên miệng cối 3 cái và chắp tay sau lưng đi, thì ngài Huệ Năng nhận được rằng thầy hẹn mình tối nay 3 giờ mà nhớ đi cửa sau. Ngũ Tổ nói lấy vải che cửa sổ lại, bắt đầu truyền tâm yếu. Thì sáng ra rồi thì ngài Ngũ Tổ mới chở ngài Huệ Năng qua đò. Thì lục Ngũ Tổ đứng chèo, thì ngài Huệ Năng nói dạ để ta đưa. Ngài Ngũ Tổ nói để ta đưa con đi một đoạn. Thì Lục Tổ mới trả lời khi mê thầy độ, khi ngộ con phải tự độ lấy con. Nói xong vậy thì Ngũ Tổ buông chèo để cho ngài Huệ Năng tự chèo lấy. Thì ở đây cái câu chuyện Pháp Hoàng muốn kể lại là muốn nói trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta gần gũi với người thầy, chúng ta gần gũi được một người nào trong cái xã hội mà người ta thấy được cái năng lực của mình, thì người đó âm thầm trợ duyên cho mình, âm thầm trợ lực cho mình trong cuộc sống từ vật chất tới tinh thần, nhưng người ta không nói. Tại sao? Tại vì người ta chỉ muốn cận duyên với mình. Và đồng thời trong sự gia hộ nó có hai loại: minh gia hay là hiển gia. Pháp Hòa ví dụ, có nhiều khi mình thương con mình vì nó cái hoàn cảnh nó, nhưng đôi khi cha mẹ giúp cho người con đó, có bao giờ khoe khoang nói gì với ai không? Không. Vì sao? Vì cha mẹ biết con thì ai cũng mình cũng thương hết, mình không có thương trên lệch. Nhưng có những đứa nó khó khăn hơn, nhưng mà mình cũng không muốn nó có cái sự gọi là phân bua trong này. Cho nên người cha người mẹ âm thầm giúp đỡ cho người con, cái đó gọi là minh gia. Phật cũng minh gia cho mình đó. Mình tu mà mình tới ngày hôm nay mình không có phiền não gì hết, mặc dù bao nhiêu sóng gió đi qua tâm mình cũng bình an được, mật hộ cho mình, minh gia cho mình. Còn ngược lại minh gia là gì? Hiển gia. Nói đại chúng chắp tay cầu Phật gia hộ. Gia là gì? Gia là một sự bảo vệ, gia trì. Nhưng mà nó có minh gia, nó có hiển gia. Thì cái chữ thân duyên và cận duyên nó cũng vậy. Mình gần, nhưng mà có đôi lúc mình nhận ra được cái mầu nhiệm, cái âm thầm, cái trợ lực, cái tiếp duyên của người đó. Nhưng nếu chúng ta nhận ra được, chúng ta phải hết lòng. Chúng ta phải hết lòng, chúng ta phải trân quý, và chúng ta phải tu tập. Cái điều này Pháp Hòa không có hình như không biết có kể chưa, mà có ít khi nào nói. Nhưng mà bởi vì nói việc này cho nên Hòa mới kể. Hồi đó Pháp Hòa đi Ấn Độ lần đầu, thì khi qua đến cây Bồ Đề mà chỗ Đức Phật ngồi thiền ngày xưa đó, thì Pháp Hòa mới quỳ xuống. Pháp Hòa mới bộc bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con được về đây
đảnh lễ nơi mà hơn 2.000 năm trước Ngài đã chiến thắng mọi phiền não ma quân để thành tựu được một bậc thầy vĩ đại của chúng con. Bây giờ trên đường con tu, trên đường con làm Phật sự, xin Ngài hãy cho con một sức mạnh, một niềm tin là con sẽ thành tựu được đời tu của mình. Quý vị biết không, Pháp Hòa vừa khấn xong, Pháp Hòa lạy xuống thì một chiếc lá bồ đề nó rơi ngay trên đầu Pháp Hòa. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai trở qua Ấn Độ, quỳ xuống dưới gốc cây bồ đề, lạy xuống, chiếc lá thứ hai rơi xuống. Thôi hai lần đủ rồi. Cho nên Pháp Hòa biết rằng đây là cận duyên Phật cho mình. Mình mấy chục năm sống trong đạo rồi, từ 7 tuổi là đã đi vào trong chùa tu tập và sống trong đạo, bây giờ là 35 năm. 30 mấy năm sống trong đạo, từ 7 tuổi tới bây giờ. Từ ngày đi xuất gia 15 tuổi cho đến giờ phút này chưa một ngày nào ngưng nghỉ làm việc. Từ 15 tuổi. Như vậy Đức Thế Tôn, Đức Phật đã cho mình một cái cận duyên là niềm tin vững chắc. Cho nên đại chúng cũng yên tâm. Không? Giận thì giận mà tu thì tu. Cho nên mình có buồn phiền gì đi nữa, nhưng thủy chung nó chỉ là những cái pháp đối đãi trong thế gian này. Đừng để nó thành ra cái chính yếu, nó đẩy lùi cái duyên tu của mình. Mình tu tập là chính, còn những cái lăng tăng thị phi trên cuộc đời này chẳng qua nó là cái khách trần phiền não. Xin thưa, giống như mình mặc chiếc áo dài đi ra ngoài đường, tự nhiên một cơn gió nó bay tới, tà áo dài mình bay phất lên, gió ngưng thì chiếc áo dài nó trở lại, cái nón mình đội trên đầu, gió nó bay thì cái nón nó bay, mình chụp cái nón lại đội tiếp. Khách trần là những cái nó lai vãng trong cuộc đời này, nhưng mình đừng biến, mình đừng có mời nó vô nhà mình. Mình tu làm sao không biết mà đứa nào mình cũng mời vô hết, phiền não nào mình cũng rước hết. Riết rồi mình sẽ bị khó khăn. Cho nên thân duyên, cận duyên. Cận duyên là những cái điều mà người ta âm thầm người ta đến với mình. Có nhiều khi người, một người bạn thân với mình biết mình gặp khó khăn, nhưng cái tính mình là tự ái, không có thích nhận như vậy, thì người bạn đó khéo léo đã đến với mình một cách linh động, mà chỉ khi nào mình nhận ra, mình cảm ơn trong thâm tâm của mình, vì người đó cũng đã đến một cách thầm lặng với mình. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời mà nếu chúng ta chỉ cần quay trở lại nhìn, chúng ta nhận ra điều đó. Mẹ mình đã làm như vậy cho mình, ba mình đã làm như vậy cho mình. Có nhiều khi mình bệnh, mẹ biết mình bệnh, ba biết mình đau, ba mẹ đâu nói gì đâu, ba mẹ thương quá, ba mẹ nguyện ăn chay cho mình, đọc kinh cho mình, mà đâu có nói gì cho mình nghe đâu, phải không? Thì đôi khi mình thấy con mình như vậy, mình cũng âm thầm tìm mọi cách trợ lực. Pháp Hòa nhận rất nhiều email mỗi ngày. Con nó rơi vào tình trạng như thế này, thầy có cách nào giúp cho con, để giúp cho con trong cái thầm lặng mà để cho con không biết, tại vì nó chưa đủ khả năng nó tiếp nhận, vân vân. Cho nên nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này chúng ta còn có những cái phước duyên, những cái may mắn. Tại vì chúng ta chưa hẳn hoàn toàn gặp những cái nghịch duyên đâu. Nếu nghịch duyên hoàn toàn chúng ta đâu ngồi đây. Cho nên chúng ta vẫn còn đủ một cái lành thiện nào đó, để chúng cái phước nào đó, để chúng ta thân duyên, cận duyên, để rồi để chúng ta đi tới cái gì? Để chúng ta tùy tăng thượng duyên. Nhớ nha, mình được cái điều kiện đó, phải nuôi dưỡng nó, phải trân quý nó, phải làm cho nó mỗi ngày tăng thượng chứ không giảm. Mình đang trên đường tu tập tốt, đừng ỷ lại. Pháp Hòa ví dụ nè,
Quý vị lái xe trên đường đi, mặc dù ở phía trước đường rất trơn tru, nhưng dám bỏ tay lái ra không? Nếu bỏ tay lái ra thì xe nó sẽ làm sao? Nó sẽ nghiêng, nó sẽ xéo, nó sẽ lệch. Cho nên mặc dù đường rất tốt, xe còn tốt, nói chung tốt hết, nhưng tay mình vẫn đặt trên cái tay lái đó để giữ chiếc xe mình cho nó thăng bằng. Cũng như thế, dù cuộc sống này chúng ta gặp rất nhiều những thuận lợi, nhưng đừng bao giờ khinh thường. Mình phòng thủ, đừng có khinh thường địch. Tại vì ác ma, phiền não nó rình rập mình, giống như là cửa thành lúc nào còn phải đứng. Cửa thành không bao giờ không có lính đứng. Dù lúc đó đang an bình, nhưng ngoại xâm có thể bất cứ lúc nào. Mà thường chúng ta sẽ rơi rụng vào những lúc chúng ta ỷ lại. Ỷ lại cho nên mình dễ rơi rớt. Vì vậy cho nên dù cuộc sống rất tốt, nhưng đại chúng đừng quên mỗi ngày phải dành cho mình 15 phút, 20 phút tụng một thời kinh. 5 lần chú đại bi cũng được, tụng một bài sám hối cũng được, ngồi thiền cũng được, niệm chuỗi cũng được, bất cứ cái gì, miễn làm sao đại chúng nhớ là phải có mỗi ngày thời khóa đó để ngăn ngừa cái vọng tâm của mình, mắt tai mũi miệng của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cái tu đó gọi là trợ, cái chánh tu, cái chánh hạnh của mình. Nhưng mà chúng ta cũng cần những trợ duyên. Thí dụ như tập ăn chay, có cơ hội bố thí thì mình làm, có cơ hội giúp ai thì mình giúp. Tại vì đó là mình tạo cái phước lành để nó trợ duyên cho mình. Cũng giống như mình lái xe đi, mặc dù chiếc xe mình nó to, mặc dù chiếc xe mình nó to, nhưng có ai mà thấy cái lõm mà không chịu tránh không? Không người nào mà lái xe mà dám đi. Tại vì văng xuống cái lỗ đó, nhất định xe mình sẽ văng. Thậm chí nếu mình rớt xuống một cái hố nó to hơn, nó sẽ là cạ xe, nó hư xe nữa. Mặc dù xe mình to hơn cái lỗ nạn đó, nhưng không bao giờ dám. Nếu mình có thể lách được nó, mình có thể đi được, vượt được nó. Vì vậy cho nên hôm nay, trước khi trả lời câu hỏi, Pháp Hòa xin thưa với đại chúng ba việc ha: thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Cái điều đó tốt rồi, đừng lười biếng. Tại con người chúng ta lười biếng lúc nào nó cũng chiếm thắng. Ví dụ ha, nghỉ holiday về Việt Nam chơi một tháng, qua mấy ngày đầu làm biếng đi làm lắm, quại lắm. Mà đang trên đà đi làm thường vậy là không sao hết, mà hễ mà nghỉ một cái rồi muốn trở lại là không phải dễ. Rồi quý vị tụng kinh nè, mỗi ngày rồi đó, bữa nào mà bỏ chừng tuần không tụng, chứ bao ngày thứ 8 bắt đầu không có đà được quá. Khỏi phải lo nghĩ gì hết. Cho nên tại sao mà trong chùa không có để cho mình ngưng nghỉ cái thời khóa, vì đó là cái nuôi dưỡng của mình. Tăng thượng duyên, tức là cái duyên đó tốt, chúng ta phải làm cho nó tăng trưởng mỗi ngày. Điều thiện, điều lành gì có mặt, chúng ta phải ráng giữ cái duyên đó. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba duyên ha. Nuôi dưỡng ba duyên. Bây giờ ở đây có một câu hỏi: What is the best way to bring Buddhism to our teen? Tức là có cách nào tốt nhất để mang Phật giáo đến cho tuổi trẻ của chúng ta? Vì câu hỏi tiếng Anh, cho nên Pháp Hòa xin được trả lời bằng tiếng Anh. Mặc dù tiếng Anh của Pháp Hòa dở hơn tiếng em. My dear friends, I'm very happy and appreciate your question. It's very reality in our daily life.
Because young fellows are our next generation. They are our continuation. So therefore we have the responsibility to do in such a way that we can transmit the light, we pass down the light to them so they can hold and continue. So therefore then we need your talent, your mindfulness, your skillful. We do not try to pass down what we call religion or belief. We try to pass down the way to live. Because the way they live is more important than what they believe. If they believe in Buddha, but they don't know how to use loving words in daily conversation, they don't know how to treat their body well, they mistreat their body, they did not take the good consuming for their body, for their mind, their future will be damaged. Their life will be damaged. So therefore, we need to learn how to introduce the practice, the light, the way to live to them. So therefore, how? First of all, not by words, but by the way you live. The way you live is the way they live, because they are next to you. We just learned thân duyên. The more they close to you, the more they learn from you. So they are cận duyên, thân duyên. They have the condition to live close to us. And then when they are young, they follow what we direct them. So make sure you are mindful enough to live your life meaningful, to understand your direction in order to direct them when they are young. Because when they are young, it's just like a piece of paper. You can write on that piece of paper whatever you want. Once they grow up, they have their own decision. Very, very hard to ask them to write something that you want. So the best way is live your life. Live your mindful way. Because your way of living, your way of talking, your way of thinking will be the best lecture, the best lesson to teach your children. You brought them to shopping mall. You bought your jackets cost $500, but on the way home you tell $50. You teach your child how to be lying. So when they grow up, they also buy that $500. But when you ask them how much, they say, free. It's $10, right? When somebody call in, you look at the caller. You don't like that person. Instead of say, oh, you can pick up the phone and tell them that mom is busy. Dad is busy. We didn't say that. We say, tell them I'm not home. Very gentle. It's very gentle. And gently, silently, you teach your child how to lie to you. When they at the mall, when they at the bed, the bar, whatever, where are you? I'm school. Because that's what you taught them when they're young. And also, they're curious. Why? Mom is home, but she told me to say that she is not home. So they start to untrust about you. So next time when you talk to them, even the thing that happened in the family, they have a question. My mom used to lie. My dad used to lie. Are they really to me? So you must be careful about that. So we are influenced by each other. So if you get close to the light, you get light. You are shining. If you get to the dark, people cannot see you. And this is very true.
So the instead of I ask them to sit down, give them a lesson, a lecture, sometimes they don't have enough capacity to listen to you. So the best way, live your way. Live your way, they can learn from the way you live. So it's better than you introduce religions, because Buddhism is the way to live. Buddhism is the direction to bring you to the destination of happiness. It's not about the policy. You do this, you go there. You don't do this, you go down. It depends on how you live. You go up or you go down is based on how you go. You arrive to your destination is depends on how you drive. If you drink, you drive risky. You must be careful after a whiskey. Otherwise, you got an accident. So this is my sharing about the question here. Mấy câu hỏi mà viết nhiều quá chắc để lại. Rồi từ từ ngày mai có giờ trả lời. Tại sao tất cả các thầy đi tu cạo đầu, nhưng sao con thấy riêng Đức Phật lại có tóc, mà tóc lại xoăn? Ủa, mình nhớ mình chưa gặp Phật mà sao vị này được gặp Phật? Thật ra thưa đại chúng, Pháp Hòa trả lời câu này cũng nhiều lần rồi. Theo như lịch sử, Đức Phật vẫn cạo tóc như thường. Nhưng ngày nay chúng ta tạo hình tượng Đức Phật để biểu lộ sự cung kính và đức tướng của Đức Phật. Và Đức Phật có bao nhiêu cái tướng tốt, chúng ta không thể nào diễn đạt trên một bức tượng được. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ diễn đạt đức tướng tốt của Đức Phật trong cái khả năng của mình. Ví dụ như tóc. Vì trong kinh nói là tóc Đức Phật xoắn về phía phải, tóc tự quấn và xoắn về phía phải. Nhưng mà Đức Phật trong kinh cũng nói là Đức Phật có 40 cái răng rất là đều, không lẽ làm một tượng Phật nhăn răng? Cho nên đức tướng răng không làm được, mà đức tướng tóc có thể làm được. Trong kinh nói con người mình, mồ của mình là mồ hôi. Đức Phật không có mồ hôi. Đức Phật có mồ hôi mà được mồ hôi Đức Phật không hôi, mà gọi là mồ thơm. Không lẽ bây giờ làm sao tạc một cái tượng là có mồ hôi? Phải vậy không? Cho nên có những việc trên một bức tượng hạn hẹp, chúng ta không diễn đạt được hết đức tướng của Ngài. Rồi bây giờ nếu như một cái đức tượng mà cạo tóc, mình sẽ nhận ra là đây là một vị tỳ kheo, một vị hòa thượng nào đó. Cho nên làm cái biểu tượng đó là gì? Tóc của Đức Phật có thể biểu lộ được trong 32 tướng của Phật. Ví dụ như trong kinh nói Đức Phật ở trên đỉnh đầu của Ngài ngay đây, thì cái đỉnh này nhô lên và người đời không thể thấy. Giống như Pháp Hòa, ví dụ Pháp Hòa ngồi đây, đại chúng ngồi dưới đó, thì làm sao đại chúng thấy được cái đỉnh ngay đỉnh đầu này của Pháp Hòa được? Thì cái đỉnh này nó còn có tên là vô kiến đảnh tướng. Tức là cái đảnh tướng mà không thể thấy, gọi là vô kiến. Thì bây giờ làm một cái tượng Phật biểu lộ cái đỉnh tướng đó, làm thấp chủng không thấy, buộc lòng phải làm nhô lên chút. Cái người ta nói cục thịt nổi. Có người tưởng đâu là giống như phim Tàu vậy đó, Phật có một cục tóc ở trên này vậy. Mà không, cái đó là cục thịt nổi trên đầu Ngài. Nhưng mà thật sự nó không có nổi dữ dội vậy đâu. Nhưng mà bởi vì cái tượng Phật, người ta muốn biểu lộ cái đức tướng đó, thì người ta phải làm cục thịt nổi đây. Chứ còn thật thể Đức Phật vẫn cạo tóc đi tu. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật chủ trương rằng khi mình đi tu thì mình phải đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của mình. Mà tóc là một cái chúng ta rất bận rộn với nó. Đồng thời tóc là một là rối rắm, cho nên tóc còn được tượng trưng cho phiền não. Chứ tóc không phải là phiền não nha. Tóc không phải là phiền não, mà tóc chỉ là tượng trưng của phiền não.
Còn nếu nói phiền não của chúng sanh, đâu phải chỉ có tóc không? Tóc không lẽ mình thấy cái người đó mình dựng tóc lên tôi tức quá tôi dựng tóc lên. Nhưng mà nếu con mắt của mình mà thấy cái người mình ghét thiện mắt mình có biểu lộ không? Có không? Có. Như vậy con mắt mình là cái phải cái chỗ để nó nổi phiền não không? Cái miệng mình phải không? Nếu mà nói phiền não thì mắt mình nè, miệng mình nè, bàn tay mình nè, cánh tay mình nè, chân của mình nè. Đó, những cái chỗ đó nó biểu, nó phát ra phiền não hết. Rồi đó, coi đó, coi đó. Chỉ liền. À, rồi cái môi của mình bình thường rút lại đẹp lắm. Thấy cái người nào nó không ưa nó ra. Đó, nó biểu lộ của phiền não hết mà. Như vậy tóc chỉ là một phần, chứ có nhiều vị nói tóc là phiền não không? Tóc là tượng trưng của phiền não. Chứ bản chất tóc nó có gì đâu phiền não. Rồi con mắt của người ta không có giận tức ai thì đâu có gì là phiền não. Như vậy nó là một cái nơi để nó biểu lộ cái phiền não của mình thôi. Và người tu thì muốn đơn giản hóa cuộc sống. Đừng cho để cho mình thêm những cái rối rắm gì trong cái sự tóc tai của mình. Con người mình nghĩ cho kỹ thì mình rắc rối từ sáng tới tối. Mà rắc rối từ trên này xuống tới chân. Có chỗ nào không chăm sóc. Mà phải chăm sóc cho thiệt xịn nữa. Đó, tóc phải màu gì, kiểu gì, gọi xà bông gì. Đi tu cạo hết là trời ơi sợ lắm, sợ nó rụng lắm. Shampoo hiệu nào mà cạo để gọi đừng có rụng tóc, vân vân. Cho nên là đó là một biểu tượng thôi. Người tu trong Phật giáo là phủi tóc. Mà thật sự ra thời Đức Phật á, các tu sĩ của các đạo giáo khác cũng phủi tóc. Cho nên Đức Phật cũng tùy thuận cái phong cách đó mà tu tập thôi. Con nghe thầy qua Houston, con rất mừng. Con có vài điều thắc mắc. Có phải mình làm con không nuôi được cha mẹ, có phải mình có tội không? Vì hoàn cảnh nghèo đúng không thầy? Thưa đại chúng á, nếu nói nuôi cha mẹ không phải chỉ cơm áo chỗ ở mới gọi là có hiếu là nuôi đâu. Mà rõ ràng là mình vì hoàn cảnh nghèo khó mình không nuôi được. Nhưng mà cha mẹ có đôi lúc á, không có đòi hỏi mình phải món ngon vật lạ, nhà ở cao sang. Nuôi cha mẹ có mấy cách. Thứ nhất là nuôi nấu cơm cho ăn, cho uống, thuốc men, nhà ở. Đó là một cách. Cách thứ hai, nuôi cha mẹ bằng tinh thần. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta nói chuyện với cha mẹ, chúng ta cần sử dụng ái ngữ. Có đôi khi mình không có đủ nhẫn nại nói chuyện với người lớn tuổi. Người lớn tuổi thì có thể lãng tai hay hỏi tới hỏi lui. Có đôi khi quên. Và hoặc là già sanh tật nói nhiều. Người trẻ thì hay nóng tính. Cho nên đôi lúc chúng ta nạt nộ cha mẹ trở lại. Thì như vậy thì nuôi cha mẹ có đôi lúc chúng ta cho ăn, chúng ta cho mặc, chúng ta cho chỗ ở. Nhưng mà hàng ngày lời nói chúng ta sốc não cha mẹ. Như vậy cũng chưa phải là nuôi. Như vậy thì mình nếu hoàn cảnh mình không nuôi được vật chất, nhưng mình nuôi được sự chăm sóc qua ngôn từ, hoặc là mình đỡ đần cha mẹ chăm sóc bệnh hoạn. Có thể mình nghèo mình không lo được việc khác, nhưng nếu mình có lòng, có thảo, có hiếu thì mình làm được hết tất cả những cách khác cho cha mẹ. Bên cạnh đó có một điều quan trọng nữa là gì? Anh em hòa thuận với nhau là một cách trả hiếu chăm sóc cho cha mẹ. Đôi khi một người này nuôi cha mẹ nhưng cấm người kia không được tới thăm. Vì cha mẹ không còn cách khác cho nên ở với nhà người này, nhưng mà lòng hướng về người kia vì trông đợi người con kia tới thăm. Nhưng mà biết được rằng anh em bất hòa, tới thăm mình thì anh em nó bất hòa, mở miệng hỏi thăm thì nó nói má ở đây mà tâm hướng đằng kia. Cho nên nhiều lúc nhớ đứa con kia mà không dám nói. Nói thì sợ nó hạch sách mình. Vậy thì mình nuôi cha mẹ có một cách nữa là làm sao để anh em hòa thuận. Đừng để cha mẹ phải khổ lo trước khi nhắm mắt mà thấy đàn con không thuận hòa. Nhiều khi mình nghèo, anh em đầm ấm, đoàn kết với nhau, quý vị sẽ thấy nụ cười hạnh phúc của cha mẹ.
Cha mẹ không phải ăn ngon mà hạnh phúc đâu. Cha mẹ không phải ở nhà sang mà hạnh phúc đâu. Tại sao Pháp Hòa nói như vậy? Tại vì chính Pháp Hòa cũng vậy thôi. Pháp Hòa sẽ rất hạnh phúc nếu các đệ tử Pháp Hòa huynh đệ còn thương nhau, chăm sóc cho nhau. Dù Pháp Hòa có cực như thế nào, nhưng Pháp Hòa sẽ rất hạnh phúc khi thấy đệ tử mình huynh đệ còn thương nhau. Nếu một ngày nào đó họ không thương nhau nữa thì đó là một cái thất bại của người thầy, một cái đau khổ của người thầy cũng như của cha mẹ. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ trong kinh: ái ngữ, chăm sóc, rồi bên cạnh đó mình còn biết quan tâm đến cha mẹ. Ví dụ như má, ba, con muốn đi thăm ai con chở đi thăm. Nhiều khi họ có bạn già với nhau, lâu lâu nghe người kia muốn đi thăm, chở đi thăm. Lâu lâu ba má đi lên xe con chở đi một vòng phố. Lâu lâu con chở ba má đi chùa. Tất cả những hình thức đó, cái gì mà lợi cho tinh thần của cha mẹ chúng ta đều làm. Tại vì người già đôi khi không phải ở nhà không mà họ xuống đâu, họ cũng muốn ra ngoài, nhưng họ thấy mình bận rộn quá họ không dám nói. Nhưng mà mình nuôi cha mẹ thì mình phải tâm lý. Người già thì đôi khi thấy con bận rộn im lặng không dám nói, nhưng mà thật sự rất muốn ra ngoài cho nó khuây khỏa, cho hít thở không khí, đi chỗ này chỗ kia. Trong khả năng mình làm được nên làm. Pháp Hòa biết có những vị, có những người con cứ mỗi cuối tuần chở ba mẹ đi một vòng, không cần biết đi đâu mà ba mẹ vui lắm. Ngồi trên xe thấy nhà thấy cửa vậy mà tuần nào cũng đi. Đến một ngày nào đó cha mẹ không đi nữa thì họ nói sao? Bây giờ con có muốn chở cũng đâu được nữa. Phải không? Thành thử ra ngày xưa đó, trong tứ nhị thập tứ hiếu, trong cái quyển sách kêu là 24 điều hiếu thảo của một người con đó, thì có một người con khi mà ba ổng đánh ổng á, lúc mà đánh ổng đau thiệt là đau mà ổng không khóc. Vậy mà khi cha già rồi đánh ổng thì không đau một miếng nào mà ổng lại khóc ròng. Thì người cha mới nói: hồi xưa cha khỏe con đánh con đau mà sao con không khóc, mà bây giờ cha hết sức cha đánh thì khóc. Đó, dạ tại vì hồi nhỏ ba đánh con vì con biết con đau, nhưng trong lòng con biết ba còn khỏe. Bây giờ ba đánh con không đau là con biết ba hết sức rồi. Như vậy có nghĩa là cái ngày mà con xa cha đã tới cận kề rồi. Một cái lời nói. Đó là một trong 24 gương hiếu. Một cái gương hiếu khác: một người con ở với mẹ ghẻ, bị mẹ ghẻ hành hạ. Tới hồi người cha biết được, người cha đòi đuổi mẹ con cái người vợ sau, thì người con lớn đó quỳ xuống: mẹ còn chịu một phân đơn coi, mẹ đi luôn những cơ hàng cả ba. Bây giờ nếu mà mẹ còn đây, mẹ có hành hạ con thì mình con khổ thôi, nhưng mà ba với em hạnh phúc. Nhưng nếu mẹ đi rồi, cả ba người mình chết. Ba không được ai nấu ăn, em không được ai chăm sóc, phải không? Mẹ còn chịu một đơn coi, mẹ đi luôn những cơ hàng cả ba. Thì người mẹ sau đó nghe như vậy cảm động và tiếp nhận cái người con của người vợ trước. Đó cũng là một câu chuyện trong nhị thập tứ hiếu. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng mình chăm sóc cha mẹ không phải chỉ cơm áo gạo tiền không đâu, nhà ở đâu, mà quan tâm cái tinh thần. Đó là chưa nói nếu cha mẹ có đức tin nào, mình phải thường xuyên nhắc nhở cha mẹ: mẹ niệm Phật đi. Nói như vậy người già không có niệm đâu. Tại người già cơ thể mệt mỏi hay lười, và vừa lười mà vừa quên. Cho nên má, chiều nay con niệm Phật với má 10 phút nha. Lâu lâu má, ba niệm Phật 3 câu. Trong một ngày mình chăm sóc, ông bà cứ lâu lâu niệm 3 lần, lâu lâu niệm 3 lần, mình niệm để ông bà niệm theo. Chứ còn mình nói ông bà không có nhớ, người già nói trước quên sao, hay là sức khỏe không còn niệm không nổi, nhưng có ai đó động viên, người già sẽ niệm theo. Đó là một hình thức mình trả hiếu, để đời này cha mẹ được chăm sóc qua hình thức nuôi nấng, mà tâm linh cha mẹ khi về già còn được cái chỗ thảnh thơi. Đó, cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng có thêm, đừng có ngại cái chuyện mình nghèo, mình mặc cảm, mình không nuôi được cha mẹ, mà có những cái
mình làm còn hơn cái tiền của nữa kìa. Đó là sự chăm sóc. Anh em phải hòa thuận, nói năng bằng ái ngữ, sống biết quan tâm tâm lý của người già, và đồng thời hộ trì cho cha mẹ trong con đường tâm linh về sau. Cho nên người xưa dạy mình á, người xưa dạy mình á, cha mẹ còn thì mình theo cái ý chí của cha mẹ mình sống. Cha mẹ còn mình chăm sóc, cha mẹ mất mình theo cái hạnh, cái đức, cái ý chí, cái ước nguyện của cha mẹ mà chúng ta làm theo. Kính thưa Thầy, là một người Phật tử đã cúng dường cho Tam Bảo rồi, sau này mình đòi lại thì có tội hay không? Thấy thương quá à. Em trả lời câu này mai mốt là đòi em nữa. Thưa đại chúng, trên nguyên tắc á, là mình không phải cúng cho cái cá nhân cái vị đó. Mình cúng là mình cúng cho chung, cho Tam Bảo. Mà cái việc cúng chung đó là đã đưa vào cái quỹ chung rồi. Thưa đại chúng, ở cái xứ Mỹ nè, Canada nói chung á, chùa chiền cũng giống như là một cái cơ quan vậy đó. Sự thu nhập đều ghi chú rõ ràng. Mình nhập cái gì vô phải ghi sổ, mình xuất cái gì ra phải ghi sổ. Thành thử ra nếu như mà mình nhập vô thì dễ, mà ra rồi không có biên nhận thì sau này giấy tờ rất là rắc rối. Quý vị ở đây quý vị biết mà, quý biết chuyện đó mà. Thành thử ra nếu mình đòi lại là mình đòi gì, giận tức phiền não mình đòi hay gì, cái lý do nào thì thôi mình gặp riêng trụ trì mình nói chuyện. Hết giờ chưa hè? Quý vị cứ không sao, quý vị cứ ghi mai Pháp Hòa còn gặp quý vị tối mai. Tối mai là tối thứ sáu, tối thứ bảy, tối chủ nhật. Thứ sáu, thứ bảy ở Viên Thông. Thứ sáu, thứ bảy ở Viên Thông. Tối chủ nhật ở Hương Lâm. Dạ. Cho nên em không có chạy thoát đâu đâu. Thưa Thầy, cho con hỏi, khi mình chết xuống âm phủ, mình còn được gặp người quen hay cha mẹ mình thì có nhìn nhau được không? Em chưa xuống dưới cho nên em cũng không biết có gặp được không nữa. Nhưng mà theo em nghĩ nha, thời buổi này không có khó, trước khi đi nhớ xin số phone nhau. Xuống dưới nhắn Mom where are you. Là hẹn. Thưa đại chúng á, có một đoạn nói như thế này: nếu mà mình xuống cái cảnh khổ, nếu mình đọa xuống cảnh khổ, là một trong những cái khổ đó được gọi là khổ là gì? Chí thân như cha với con cũng không bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Mà cái điều đó rất là thật. Bây giờ ví dụ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mình thương người thân mình lắm mà mình có thế bệnh được đâu. Có nhiều cha mẹ Pháp Hòa biết đó, sẵn sàng thế bệnh cho con, tại vì con mình còn trẻ quá. Bây giờ nó mắc một cái bệnh gọi là ngặt nghèo, cha mẹ nói trời ơi, ước gì con được bệnh thế cho con của con. Nhưng không được. Mình thấy con còn, người thân của mình còn trẻ quá mất, mình nói trời cho tôi đi trước cũng được. Nhưng mà đâu có được. Vì một trong những cái khổ của chúng sanh này là chúng ta không thể thay thế cái khổ cho nhau. Thì địa ngục là cái chỗ khổ,
Vì sao được gọi là khổ? Vì có một vấn đề là không ai chịu khổ cho nhau được. Có muốn cũng không được, huống chi là không muốn. Bây giờ Pháp Hòa đưa ví dụ, mình tới gặp đám cưới, xin chúc mừng anh, chiều vui với gia đình anh chị. Xin thôi chứ có ai chia đâu. Đi tới đám tang, em xin chia buồn với gia đình. Ta chia mình dám lấy không? Bây giờ mình chia buồn với người ta mà ta chia mình dám lấy không? Vì vậy cho nên khi cái phong tục, khi mình đến mình chia buồn, thì người ta sẽ lì xì lại mình một cục kẹo. Quý vị nhớ không? Đi đám tang ta hay lì xì cục kẹo đó. Vậy thì tại sao người ta không lì xì khác mà người ta xì luôn cục kẹo? Vì kẹo là tượng trưng cho ngọt. Mình đến đến đám tang mình chia cái đắng, cái khổ với người ta. Nhưng người ta không có nỡ đưa cái đó cho mình, mà người ta sẽ thối lại mình một cục kẹo. Và người ta còn phát cho mình một sợi chỉ đỏ, có không? Rồi cái chỉ đỏ đó quý vị làm gì? Làm gì biết không? Ngày xưa đó, nếu đúng luật thì chúng ta lấy sợi chỉ đỏ đó chúng ta quấn vào nút áo. Quấn vô nút áo làm chi? Chỉ đỏ là hên. Và cái hên đó chúng ta phải kết vô người, cho nên là kết cát. Cát này là cát tường. Cho nên lấy sợi chỉ đỏ quấn vô áo, quấn vô nút áo, ngậm cục kẹo liền, ăn cái ngọt liền. Mặc dù hồi nãy tôi mới nói chia buồn, nhưng mà em ơn chị không chia, chị chia ngọt. Đó là cái dễ thương, cái đẹp của phong tục. Bây giờ mình không cho kẹo, mình không cho cái sợi chỉ cũng có sao đâu. Nó là một cái phong tục thôi mà. Nhưng mà cái gì nó hay, nó đẹp, nó dễ thương thì chúng ta tiếp nhận. Cục kẹo đó không phải của Phật giáo, sợi chỉ đỏ cũng phải của Phật giáo. Nhưng mà chúng ta là người sống, chúng ta biết tiếp nhận. Cái gì hay chúng ta làm, nhưng chúng ta làm biết ý nghĩa, cho nên có cũng không gọi là đủ, thiếu cũng không gọi là thiếu, mà chẳng qua là tùy duyên. Tùy duyên ta có hoàn cảnh hay không thôi. Có nhiều người người ta có khả năng hơn, ta còn để một đồng trong đó. Và có nhiều người á, người ta lấy một đồng á, ta đi cúng dường, ta cho lại chứ ta không xài. Ta nói thôi, ăn cục kẹo kết sợi chỉ được rồi. Cho nên trên cái bao đỏ đó người ta để hai chữ kết nghĩa. Cái bao đỏ để chữ nho kết nghĩa, để sợi chỉ đỏ vô đó, thêm cục kẹo trong đó. Mở ra thấy sợi chỉ đỏ cục kẹo là vui rồi. Cho nên thường á, trong cái lễ đó người ta để vô đó là phải cục kẹo gì mà nó ngọt nha. Không có để chanh muối nha. Không có để me chua nha. Ngọt mà. Cho nên mình tặng là cục kẹo ngọt. Bây giờ nói lại cái chuyện này. Địa ngục là gì? Là chỗ khổ đau. Rồi bây giờ nè, cái khổ đau mà hàng ngày mình chịu phải đó, có lúc, có đôi lúc mình không muốn gặp nhau nữa mà. Đừng có cho tôi gặp lại nghe không? Nhiều khi sống mà còn hăm he nhau vậy đó. Đó. Thành thử ra nếu như mình ở một cõi khổ rồi thì không có chắc gì thuận theo ý mình đâu. Trừ khi nào mình ở cõi lành thôi. Cho nên thôi, tốt nhất đừng hỏi xuống dưới có gặp nhau không. Không chắc. Còn muốn chắc gặp nhau lên trển. Tại vì ở chỗ nào tự do thì muốn gặp nhau anytime. Còn chỗ nào mà đã không tự do rồi thì phải apply. Phải xin phép và thậm chí phải nạp giấy tờ. Pháp Hòa đi vô tù thăm mấy người tù đâu có dễ. Lâu lâu mấy anh tù xin với mấy ông mà chaplain, tôi muốn gặp một thầy Phật giáo. Mấy ổng liên lạc, thầy có vô trong đó nói pháp được không? Dạ được. Trời ơi, đi vô khủng khiếp lắm. Giấy tờ phải nộp, rồi đi vô bao nhiêu cửa sắt. Có những người người ta phạm tội nặng, ta sợ bị trốn, rồi phải đưa ra rất chỗ rất là xa, mình phải đi rất xa. Rồi vô đó phải nộp giấy tờ, phải trình giấy tờ. Mình vừa qua khỏi lớp cửa là cửa sắt đóng lại liền. Rồi nó mở cửa thứ nhất, cái mình vừa qua cửa liền. Mình có cảm tưởng forever. Không biết lát có ra nữa không. Cho nên thưa đại chúng, chứ lấy cái ý này mà sống. Khi chúng ta rơi rớt vào một cái cảnh khổ rồi, chúng ta không có tự do để mà đòi hỏi gì đâu. Phải không?
Nhiều khi có muốn gặp mà còn chưa. Thí dụ má, bà dưới lầu muốn gặp má, nói ổng đi về là tao muốn gặp. Mình ví dụ vậy đó. Nghĩa là khi chúng ta buồn phiền khổ đau với nhau rồi, chúng ta chưa chắc chịu gặp nhau. Chứ đừng nói là nếu chúng ta ở một cảnh khổ mà bị cái sự gọi là dò xét, thôi thì muốn gặp nhau hãy nên phát tâm hướng thượng, sống đời lành, để chúng ta ở cõi lành thì chắc chắn được gặp nhau. Có một câu chuyện, nó nói there are only two things in this life, whether you are happy or whether you are well or whether you are sick. If you are well, there's nothing to say, nothing to worry. But if you are sick, there are two things to worry, whether you die or whether you live. If you live, there's nothing to worry. But if you die, there are two things for you to worry, whether you go to heaven or whether you go to hell. If you go to heaven, there's nothing to worry. But if you go to hell, you will be busy to shake hands with lots of your friends. Then you don't have time to worry. Thưa đại chúng, bây giờ cũng đã hết giờ, thì Pháp Hòa xin dừng ở đây. 8:30 rồi. Ngồi nổi nữa không? Thôi một câu hỏi nữa là mình nghỉ nha. Mai tiếp, mai trả lời tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con lên chùa để đến nghe pháp của thầy, nhưng con lại nhờ chị bạn con xí chỗ để được chiêm bái thầy, và con cũng xí chỗ cho bạn. Vậy con có tội không thầy? Thành thật quá. Không sao, xí chỗ mà không ai phiền não thôi. Bây giờ trả lời câu hỏi cuối cùng. Cúng dường và bố thí thế nào cho ý nghĩa? Thưa đại chúng, thật ra mình chỉ có một chữ thôi, đó là bố thí. Chữ thí là cho, chữ bố là rộng rãi, cho một cách rộng rãi là bố thí. Và mọi hình thức đều là bố thí. Ví dụ mình cúng chùa cũng là bố thí. Nhưng mà tại vì mình có một cái từ ngữ nó khác nhau thôi. Thí dụ như gặp bạn thì gọi là biếu, là tặng. Nhưng mà gặp một cái người thấp hơn mình nói sao? Nít, ví dụ trẻ hơn mình kêu cho. Nhưng mà thật sự chữ cho, chữ biếu, chữ tặng nó cũng là bố thí. Quý vị mang gạo vô chùa, quý vị nói cúng dường, nhưng thật sự nó cũng là bố thí. Chữ thí là cho thôi. Nhưng mà chúng ta có những cái từ ngữ khác để sử dụng tùy theo cái hoàn cảnh vậy thôi. Nhưng mà dù là bố thí hay dù cúng dường, cái của cho nó không bằng cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng hơn là cái của mình cho. Quý vị hiểu ý ha? Cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều việc chúng ta muốn nói, nhưng mà nhớ là hãy để ý cái cách nói của mình. Đôi khi cái cách nói mình nó còn quan trọng hơn điều mình muốn nói. Những điều mình muốn nói mà chúng ta đơn giản vô cùng mà chúng ta không biết cách nói, từ cái đơn giản đó nó thành ra một câu chuyện lớn lao, có thể xích mích, mất lòng và không còn nhìn nhau, chỉ vì một câu chuyện rất nhỏ, một cái việc rất đơn giản mà chúng ta không biết cách nói. Cho nên chúng ta đã tạo. Cho nên cách cho quan trọng hơn của cho. Cách nói chuyện quan trọng hơn chuyện mình muốn nói. Phải không? À, cũng là một cái nhìn. Thôi thì bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt, xin đại chúng cùng ngồi xuống để chúng ta cùng đọc ba lời phát nguyện quy Tam Bảo. Xin đại chúng cùng chắp tay.
Xin đại chúng cùng chắp tay đọc theo. Please join your palms and repeat after thầy. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Quy y Phật, con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. Quy y Pháp, con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Quy y Tăng, con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Đại chúng, một số quý vị ghi danh quy Tam Bảo, sau ba lời phát nguyện này quý vị đã chính thức nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Và đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới, năm điều đạo đức của một người Phật tử. Xin đáp rằng dạ được, sau mỗi giới được hỏi. My dear brothers and sisters, you have received the three refuges. You are now officially the students of the Buddha. And you should understand that once you become the student of the Buddha, doesn't mean you are entering or joining something called religion. But you are more than that. You are the practitioner who is able to practice, to transform your negatives, and to try to cultivate your positives in daily life. This is the time for you to receive the five mindfulness trainings. Please listen carefully and answer yes I do every time I ask you a question. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm điều đạo đức. Xin trả lời dạ được sau mỗi lần hỏi. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không sát hại mọi người, mọi loài, không tán thành, khuyến khích mọi sự sát hại. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The second training. Aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me, and I will share within my capacity, especially to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với người nào đang thật sự trong hoàn cảnh khó khăn. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the third training. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility not to engage with anyone who is not my spouse without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, I will learn to protect the happiness of others
And this is the best way to protect children, to stay away from sexual abuse. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được những đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và bảo vệ hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và như thế mới bảo vệ được trẻ em để nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của những gia đình trong đời sống lứa đôi. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply, I vow to cultivate my loving kindness by using loving words in my daily conversation. There are words can bring happiness. Words also can bring suffering. So therefore, I will be mindful on my daily speech. And also, I will learn to listen deeply to others in order to help others to relieve the suffering and to help me to understand others more. This is the fourth practice, loving speech, listening deeply. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức được lời nói có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, lời nói có thể mang đến khổ đau cho người khác. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không nói những gì có thể mang đến khổ đau đổ vỡ của người khác. Và con nguyện thực tập ái ngữ trong đời sống hàng ngày và thực tập lắng nghe để có thể thấu hiểu người khác nhiều hơn, và cũng để cho người khác có cơ hội trút đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng. Vậy giới thứ tư là học nói lời ái ngữ, học lắng nghe để thấu hiểu. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fifth mindfulness training. Aware that this physical body is given to us by our parents, ancestors. Make sure we keep this body in a good condition by taking and mindful in daily consumption. There are food will bring you unhealthy, like drugs, alcohol, smoking. There are games contain violence, hate, etc. may damage your physical body and my mentally health. So therefore, be very careful on your daily consumption for both physical body and mentally. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được thân thể này do ông bà cha mẹ trao truyền. Chúng ta không nên hủy hoại thân này bằng các độc tố như là rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, vân vân. Vì đó sẽ hại đến thân thể của mình. Những phim ảnh, sách báo chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, chúng ta vẫn phải khắc chế để không làm hại đến tâm thức của mình. Nuôi dưỡng thân bằng cách chánh niệm trong việc ăn uống, tiếp thụ những gì đưa vào thân. Nuôi dưỡng tâm thì phải cẩn thận những gì tiếp nhận vào tâm thức của mình. Như vậy chúng ta mới đủ sức khỏe cả hai phương diện, thân thể và tâm hồn, do cách chánh niệm hàng ngày của chúng ta. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Thưa đại chúng, quý vị đã nghe năm giới quý báu, và quý vị biết rằng đây là năm điều đạo đức rất cơ bản cho một con người, một cá nhân. Và đây là nền tảng xây dựng một hạnh phúc gia đình, một an toàn cho xã hội. Quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo ngoài sân chùa, năm màu tượng trưng cho năm giới này. Vì năm màu đó là nay lấy từ năm cái ánh sáng quang của Đức Phật, và năm màu đó tượng trưng cho năm giới căn bản này, và năm màu đó còn để tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ được năm giới này thì chúng ta là một sự tương đồng kết hợp nuôi dưỡng, cho nên có năm cái màu ở phía dưới.
Năm cái phía dưới là tượng trưng cho sự liên đối với nhau. Hễ cái này mà chánh thì nhất định cái kia sẽ chánh theo. Giống như cha mẹ sống đạo đức thì ít nhiều con cái sẽ ảnh hưởng cái đạo đức mà do cách sống của mình. Cho nên có năm cái màu ở phía dưới cái đuôi của cái lá cờ Phật giáo. Ngày nay quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo khắp nơi với năm màu là biểu tượng cho năm giới. Các thầy đi tu thọ đến 250 giới cũng không ngoài năm giới này. Các sư cô thọ 348 giới cũng không ngoài năm giới này. Vì năm giới này là nền tảng đạo đức của một con người và nền tảng hạnh phúc của mỗi gia đình. Cho nên hôm nay quý vị phát nguyện quy y thọ giới không phải là một buổi lễ để quý vị gia nhập vào một tôn giáo, mà là một buổi lễ quý vị phát nguyện trở thành một người sống bắt đầu từ ngày hôm nay có đổi thay, biết phục thiện và làm đời sống của mình lành mạnh, hạnh phúc qua năm điều mà chúng ta vừa tiếp nhận: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không rượu thuốc bê tha. Có cái gì liên quan đến đạo giáo đâu, mà hoàn toàn liên quan đến đời sống con người của chúng ta. Dù quý vị chưa bao giờ thọ giới, nhưng chắc chắn quý vị đã từng sống theo năm giới này. Hôm nay có thọ là để chúng ta danh chánh ngôn thuận, chính thức tiếp nhận, để năm giới này đi vào trong tâm thức của mình. Và trong tâm thức mình biết rằng kể từ hôm nay mình là một Phật tử đã phát nguyện, thì đi đến bất cứ quốc độ nào, đời sống nào, chúng ta vẫn nhớ mình là một Phật tử. Mà đã là một Phật tử thì cố gắng không làm điều ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ mọi người. Chỉ cần Phật tử giữ được cái điều này, không bao giờ đạo Phật mất, không bao giờ đạo Phật mạt. Giáo lý không có mạt, chỉ chúng ta không hiểu cách thôi. Ví dụ như cơm gạo không bao giờ lỗi thời, không bao giờ mất. Nếu chúng ta không còn học cách nấu cơm nữa thì gạo đó mới thành ra không ai dùng tới, phải không? Mặt gạo nó vẫn là gạo, chỉ cần biết cách nấu thì gạo nó sẽ thành cơm, thành cháo, nếp sẽ thành bánh, thành xôi nếu chúng ta biết làm. Giáo lý Đức Phật không bao giờ mạt, Phật pháp không có mạt. Mạt là tại chúng ta không biết cách sử dụng, không biết cách ứng dụng cho linh động theo lời Phật dạy. Cho nên hôm nay quý vị có ghi danh phát nguyện hay quý vị chưa dám vì còn sợ quy y rồi lỡ làm tội. Tôi còn sân si chưa dám quy y. Còn sân si mà không quy y, bộ để yên vậy có nó hết sao? Mình còn sân si thì mình quy y cho lẹ, cho nhanh, tu cho tập chuyển hóa thì nó mới giảm chứ. Đó. Bác sĩ mà bị uống thuốc nó thôi thôi tôi còn bệnh quá đừng uống. Còn bệnh thì phải uống thuốc, uống đến khi nào mình hết bệnh. Đại chúng hiểu được ha. Rồi. Đây là cái passport, cái điệp giới quy y ha. Trong này có đầy đủ tên của quý vị, pháp danh của quý vị và năm giới mà Pháp Hòa vừa nói đó, bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, ở trong đầy đủ trong này hết. Và các bạn trẻ, quý thầy sẽ nhìn theo cái số năm sanh. Nếu các bạn nào sanh ở đây, chắc chắn các bạn không hiểu hết tiếng Việt, cho nên pháp danh sẽ được dịch tiếng Anh luôn. Tức là pháp danh nào có tiếng Việt cũng sẽ được dịch cho tiếng Anh, cho nên anh và em đều hiểu hết. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, trước hết chúng con thành kính tri ân quý ngài đã tạo duyên cho chúng con được về chùa Tịnh Luật và cùng sinh hoạt với quý Phật tử chiều hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024. Đủ duyên lành, Pháp Hòa được trở về thành phố Houston, Texas, và lần này được sinh hoạt gặp gỡ thăm viếng quý vị tại chùa Tịnh Luật. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị có nóng không? Ở đây rất là mát,
rất là ấm. So so với lại chỗ Pháp Hòa ha. Thì thưa đại chúng, là sau một năm trở lại, Pháp Hòa vẫn được cơ duyên gặp gỡ quý bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng một cách rất là ấm lòng, với cái sự chào đón, thương yêu và chăm sóc. Và Pháp Hòa sẽ được gặp quý vị suốt từ chiều hôm nay cho đến chiều Chủ nhật. Gặp đến khi nào quý vị chán thôi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn mong mỏi có những người chúng ta muốn gặp gỡ. Tại vì có những người khi chúng ta gặp, chúng ta lại có một sự cảm mến. Có những người chúng ta gặp, chúng ta cảm thấy trong lòng mình có nhiều cái niềm vui, cái hạnh phúc. Và những người đó chúng ta gọi chung là người yêu. Người yêu không chỉ riêng cho những người nào mà mình chỉ yêu theo cái tình cảm nam nữ. Yêu đây là tình yêu rộng lớn. Cha mẹ mình muốn được gặp mỗi ngày cũng là một thứ tình yêu. Mà Đức Phật là một tình yêu ban đầu. Đức Phật là tình yêu của nội tâm mình. Chúa cũng là tình yêu của mình. Tại vì nếu mỗi ngày mình chỉ gặp một người yêu mà bằng một con người bình thường, người này thỉnh thoảng làm cho mình khó chịu, mặc dù họ là người yêu của mình, nhưng mà thỉnh thoảng họ nói những câu làm cho mình buồn, thỉnh thoảng họ làm một việc gì đó làm cho mình không vui. Nhưng mà đối với Phật, đối với Chúa, các ngài chỉ cho mình tình thương, cho mình bình an, cho mình vững chãi. Cho nên mỗi ngày mình gặp một người mình yêu thương rồi, nhưng mà cũng nhớ dành cho mình một đôi phút để gặp một tình yêu tuyệt vời của mình, đó là Đức Phật hay là Đức Chúa. Tại vì nếu mình có gặp được như vậy, thí dụ quý vị gặp tượng Đức Quán Âm, thì mình sẽ nói: ô, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Tại sao? Tại sao mình biết đây là Quán Âm? Tại vì trong tâm mình nhận thức, mình đã từng thấy hình ảnh Đức Quán Âm. Cho nên bây giờ mình gặp Đức Quán Âm thì mình miệng mình nói, ý mình khởi, miệng mình nói, và tự nhiên tâm mình cúi đầu. Mình gặp Đức tượng Đức Mẹ Maria, mình cũng nói như vậy: ô, đây là tượng Đức Mẹ. Thì vì trong tâm mình có hình ảnh của Ngài, cho nên mình gặp tượng của Ngài thì mình miệng mình nói tên của Ngài và thân mình cúi xuống, có phải không? Rồi ngược lại, nếu mình gặp một người nào mình thương trong cuộc sống: ô, đây là hòa thượng gì đó. Tâm tưởng, miệng nói: dạ con chào hòa thượng. Như vậy một cái người mà mình thương, một người mình kính, khi mình gặp, ý khởi, miệng nói, thân cúi đầu hành lễ, cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thân duyên. Thân duyên là gì? Mình có cái duyên, mình thân gần, mình được gần gũi. Vì cái thân duyên đó cho nên các vị nào, thí dụ như ai mà niệm Đức Phật Di Đà, mỗi ngày là thân duyên với Ngài. Ai thường tụng kinh là mỗi ngày thân duyên. Cho nên bất cứ mình có đức tin nào, mỗi ngày mình đều phải có giờ mình hành trì đọc kinh. Cái từ đọc kinh là cái từ phổ thông, không có phải chỉ dành cho Phật giáo, mà gần như đức tin nào cũng phải có giờ để đọc kinh. Tại sao? Tại vì giờ đó là giờ mình thân gì? Bác Hòa mới nói thân gì? Thân duyên. Ai mà làm biến tụng kinh đó, thôi tới giờ mình đi thân duyên. Tới giờ mình đi thân duyên là gì? Bây giờ bắt đầu mình thân đứng trước Phật, tay mình chắp tay cung kính, mắt mình nhìn, miệng mình đọc, tai mình lắng nghe. Có những người không biết đọc kinh, mở YouTube lên, mở YouTube rồi YouTube đọc, mình đọc theo. Thì mình lấy cái âm thanh đó hòa với cái miệng mình,
hòa với lòng cái lời đọc của mình, và bắt đầu ở trong đó thỉnh cái bon, cái trong này mình, ngoài này mình lại, ở trong đó cúi đầu, mình cúi đầu theo. Thì những giây phút như vậy chúng ta gọi là thân duyên. Như vậy thì khi mình gặp một người đời mình cũng thân duyên, mình gặp các bậc thánh hiền mình cũng thân duyên. Như vậy có bao giờ mình dứt duyên không? Vậy tại sao than vô duyên? Mình có duyên chứ. Mình có duyên với ai? Mình có duyên với việc gì? Cho nên lúc nào mình cũng có cái duyên đó, và mình hạnh phúc là mình được cái duyên đó. Thưa đại chúng, có nhiều lúc Pháp Hòa rất là bận, đủ thứ việc trong một ngày, nhưng Pháp Hòa có một cái hạnh phúc lớn là dù Pháp Hòa có bận gì đi nữa, Pháp Hòa biết rất rõ rằng những việc Pháp Hòa bận rộn nó không ngoài Phật Pháp. Thầy ơi, có người hấp hối nhờ thầy đi hộ niệm. Vừa đi hộ niệm về cái có một cặp vợ chồng nó đang ngồi chờ để nó bút ngày đám cưới. Tại sao? Tại sao nó phải lên? Quý vị nghe nó nói: con hôm trước đi tới đám cưới bạn của con làm ở chùa, con thích quá luôn, và con muốn làm một cái đám cưới mà thầy làm vậy đó. Bạn bè con nghe đám cưới của tụi con mà những đứa khác nó nghe nó ảnh hưởng theo, phải không? Tại vì sao? Mình đám cưới của cái cặp chính giữa này, nhưng mà lời pháp đó, cái lời nhắc nhở đó, mình rót duyên cho những cặp khác. Thấy họ nắm tay vậy chứ, hồi đêm hôm mới gây lộn. Thấy bữa nay hòa vậy chứ, từng rồi dữ lắm, kịch liệt á, phải không? Thành nhưng mà nhờ tưới tẩm trở lại, giây phút đó họ được hấp hôn. Ở đây là làm lễ thành hôn mới bắt đầu thôi. Còn các vị nào mà lâu năm rồi ngồi dưới nghe thấm, thường thường mình nói gì trúng tủ ai đó ha, mà thấy người kia ngó qua người này biết á. Nghe chưa? Cho nên hấp duyên. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, duyên là gì? Duyên là điều kiện. Duyên là những điều kiện, nhưng mà điều kiện đó tốt hay xấu thôi. Quý vị chiều nay đi lên chùa Tịnh Luật không hề biết mình sẽ được ngồi đâu, nhưng mà tại mình lên sớm quá ngồi ngay đây. Rắc lên đâu từ hồi 2-3 giờ vậy. Ví dụ vậy. Cho nên cái chỗ nào mà mình được một cái good spot, và không phải cái chỗ ngồi không, trong cuộc đời này chúng ta làm gì đi đâu mà gặp được những cái thuận, thì chúng ta biết đây là duyên tốt, đây là điều kiện tốt. Nhưng phải biết trân quý cái điều kiện đó để nó không mất. Pháp Hòa ví dụ một cái ví dụ nè. Có nhiều người ngồi chỗ tốt xong rồi đứng dậy đi nhà vệ sinh á, sợ mất chỗ lấy cái bóp để lại. Cái đó là gì biết không? Giữ duyên. Vì sao vậy? Mình sợ mất chỗ. Vì vậy rõ ràng mình ngồi ngay cái chỗ đó, và mình biết cái chỗ đó tốt cho nên mình sợ mất, phải không? Vì mình kiếm cách mình giữ lại. Vậy thì bây giờ trong cuộc đời mình, mình được gặp những người bạn đời tốt, mình có cố gắng giữ không? Phải cố gắng. Tại vì người đó là một người chồng tốt, người đó là một người vợ tốt, người đó là một người bạn tốt, một người anh tốt, một người chị tốt, một người quen rất tốt. Đừng để mất duyên. Tại vì có khi chúng ta không bao giờ có cơ hội tắm ở cùng một dòng sông, một dòng nước hai lần. Chúng ta chỉ tắm một lần thôi. Dòng sông đó vẫn còn đó, nhưng nước mà mình tắm đây không phải là cái nước của kỳ trước nữa. Mình xin thưa đại chúng, nhiều khi mình thấy ngoài trời mây rất đẹp. Ô, mây tụ lại như một Đức Quan Âm, chạy vô nhà kêu người thân ra, mây tan biến rồi. Tại sao biết không? Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bức tranh vân cẩu tức là mây á, nó kết lại nhìn giống như là một cái hình, nhưng mà thật sự ra đi ra thì tan cái bức hình đó rồi.
Quý vị để ý nhiều khi mặt trời mọc á, đẹp vậy đó, chạy vô chạy ra mặt trời đã biến. Mặt trời lặn cũng vậy, rất nhanh. Thấy vậy đó mà tích tắc mình ngắm chưa kịp là trời đã lặn xuống rồi. Và trong cuộc sống này nhiều khi mình thấy cái chỗ đó tốt quá, cái đi lấy cái giỏ để lại, lấy chiếc dép để lại, lấy cái gì đó giữ lại. Có sao đâu, mình giữ chỗ mà. Hễ giữ chỗ được thì phải giữ duyên được. Tại sao phải giữ? Là chỗ này tốt. Vậy tại sao người tốt mình không biết giữ? Người thương mình không biết giữ. Mình phải biết giữ duyên. Thì cái Phật giáo gọi cái đó là thân duyên. Thân duyên. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta có thân duyên. Đừng có nói là mình không có duyên gì. Có. Có điều là mình có đủ chánh niệm để nhận diện không? Mình có hai cặp mắt sáng là hạnh phúc. Và mình thấy được người thân, mình thấy được trời, mình thấy được mây. Đó là cái duyên của cặp mắt. Nhưng sao không biết giữ cặp mắt cho tốt? Mình có được một lá phổi tốt, tại sao mình không biết giữ phổi cho tốt? Tại sao mình lại phải mang độc tố vô mình hại nó? Mà tháng nào cũng ghi tên cầu an. Thầy thì cầu an, mà vừa đọc tên cầu an xong mình ra ngoài trước cửa mình hút một điếu. Vậy thì cái phổi mình làm sao nó an nổi? Mình muốn an, thầy cầu mình an, nhưng mà cách sống của mình không an. Thì cái cách sống không an thì làm sao mình an được? Phải phối hợp chứ. Mình phải phối hợp chứ. Mình muốn, thầy chiều. Thầy ông rõ, ông biết chắc chắn luôn, ông cầu nó không an đâu. Nhưng mà thích thì chịu. If you want, I afternoon you. Thì thầy tùy thuận mình. Nhưng mà rồi đây, ví dụ như thầy thành tâm, thầy âm thầm, thầy đọc tên của mình, nhưng mà ông biết cái thí chủ này ghi danh đây nè, quỳ đây nè, chờ tôi đọc nè. Tôi lâm râm biết nó tôi nói gì cho nên phải đọc ra. Hôm nay có thí chủ Nguyễn Văn Xoài. Pháp danh là Thanh Chua. Thanh Ngọt gì đó. Xin được cầu an, nghe thầy đọc tên mình. Trời, hạnh phúc quá. Rồi tới hồi đạo thầy cũng buồn ngủ đọc lộn giảng sanh cực lạc. Mắt mình trợn lên rồi. Như vậy thưa đại chúng, mình muốn an, thầy cầu mình an, nhưng mình phải phối hợp với thầy là cách sống mình phải an. Ví dụ nữa nè, mình muốn bình hoa này đẹp, cho nên mình cắt cái hoa theo cái dáng dấp mình, nhưng mình phải biết tưới hoa, giữ hoa. Thì mặc dù nó tàn, nhưng mà cái cách tàn của nó không có đến gọi là tàn tạ. Mà nó được cái sự chăm sóc rồi nó héo tàn. Thủy chung cuộc đời này mình có chăm sóc cỡ nào thì nó cũng sẽ đi vào cái vô thường của nó. Nhưng mà không để cho nó vô thường một cách cô đơn, quạnh quẻ, không ai ngó nhìn. Cho nên chúng ta phải... chưa? Chúng ta có thân duyên không? Có. Có thể người đó là một người bạn mình. Có thể người đó là chồng, là con, là cháu, vân vân. Mà đôi lúc mình có một, và có đôi lúc mình may mắn mình có nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta giữ cái thân duyên này không. Thứ hai gọi là cận duyên. Thân thì phải cận. Thường thường tiếng Việt nói thân cận, nhưng mà sao gọi là thân, sao gọi là cận? Sống khác sát bên kêu thân, nhưng bệnh thì thân ai nấy lo. Như vậy chữ cận nghĩa là gì? Cận nghĩa là mình làm theo cái tâm đó. Mình làm theo cái ước nguyện đó. Để cho cái thân này nó đúng như mình muốn. Phá hoài ví dụ. Mình gần thầy, mình mới có thân thôi. Mình sống theo lời thầy hướng dẫn mới gọi là cận. Ví dụ như thầy hướng dẫn mình sống khiêm cung, nhưng mình nổ quá trời quá đất.
lo cho thầy một chút mà mình nổ quá trời, lo có một ngày nổ một tháng. Rồi cứ mình cứ thích phô trương, thành thử ra thầy dạy mình khiêm cung nhưng mình lại khoa trương, thầy dạy mình cung kính mình lại bất kính, mình thầy hướng dẫn cho mình phải tự tin mình thì mặc cảm tự ti, cho nên rồi mình cận, mình thân mà không cận. Đôi khi mình nhà Phật đầy hết, hỏi sao đầy, tôi thích vậy đó, đi tới đâu cũng thấy Phật hết đó. Thậm chí đeo luôn tượng Phật trong người, treo thêm tượng Phật trong xe, sợ Phật không ngó đủ treo thêm cái phía sau, rồi gắn nguồn cái gắn trên cái đất nữa. Hỏi sao vậy, đây ngồi vững còn kia lắc quá. Rốt cuộc rồi đi đâu mình cũng tiếp xúc với Phật. Đó là thân hay cận? Thân thôi. Nhưng mà mình có sống theo lời Phật không? Thì gọi là cận. Cho nên mình gần với ai gọi là thân. Mình làm theo cái tâm nguyện người đó gọi là cận. Như vậy mình có thân với Tam Bảo, với Phật. Mình thân với người thương của mình, cha mẹ của mình. Nhưng mình cũng phải thấy được cái cận duyên. Thí dụ trên con đường tu tập, quý vị chim bao thấy một cái điềm lành, thấy một điềm lành, hoặc là trên đường mình tu tập có những cái màu nhiệm nó xảy ra, thì chúng ta biết đây là cái ân đức các vị muốn cho mình một cái cận duyên để cho mình tăng trưởng đạo tâm, nuôi dưỡng tín tâm, tăng trưởng đạo tâm không để mất. Có nhiều khi có màu nhiệm vậy đó, nó xảy ra để cho mình tăng trưởng cái tín tâm và đạo tâm mình kiên cố, không có bị lung lay trước những sóng gió, những khó khăn. Cho nên mình á, được thân duyên, được cận duyên. Thân duyên là mình gần gũi, cận duyên là mình tiếp nhận một cái điều đặc biệt. Có nhiều khi thầy thấy cái khả năng của mình thì thầy trong thầm lặng yểm trợ cho mình mà không nói. Cũng giống như ngày xưa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, khi mà ngài hỏi trong chúng có ai có thể làm một bài kệ để nói lên cái chỗ ngộ đạo của mình không, thì lúc đó ngài Thần Tú làm một bài, ngài Huệ Năng làm một bài. Thì cái bài của ngài Thần Tú rất là thiết thực cho đời sống hiện tại của chúng ta. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, nhớ thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Nghĩa là ngài dạy tu thân tu tâm. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Đại chúng truyền tay nhau học. Khi đó Lục Tổ Huệ Năng chưa làm tổ, còn là một hành giả đang tu. Nhưng mà cái chỗ mà cái chỗ nhận ngộ, nhận được đạo của ngài Huệ Năng cao quá, cho nên ngài Huệ Năng làm lại bài kệ đối lại. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Nếu xưa nay không dính thì mắc trên phải chùi. Thì lúc đó mọi người khen bài tổ, bài kệ của ngài Huệ Năng. Nhưng mà ngài Hoằng Nhẫn biết được ai đặt cái bài kệ này. Nói dạ Huệ Năng, tổ ra tôi nói xóa liền cái bài đó. Tại sao? Tại vì tổ biết cái cơ của người đệ tử này, nhưng mà không để cho người khác nhận ra được điều đó. Cho nên rồi ngài đi ra phía sau chỗ ngài Huệ Năng đang giả gạo, thấy ngài Huệ Năng đang quết gạo, giả xây lúa, hỏi gạo đã trắng chưa, bây giờ thấy người đệ tử viết được bài thơ đó rồi, bây giờ muốn thử đây là văn chương hay thật chứng, gạo đã trắng chưa? Thì ngài Huệ Năng nói dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Vậy thì ngài Huệ Năng, ngài Ngũ Tổ muốn hỏi cái gì? Tâm ông đã sạch chưa? Phiền não ông đã hết chưa?
sự tu hành ông đã thuần chưa? Thì Ngài Huệ Năng nói là dạ thuần rồi, con chỉ cần Ngài xác nhận thôi. Gạo đã trắng chưa? Dạ trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Tổ mới lấy cây gậy, tổ gõ trên cái miệng của cái cối ba cái, chắp tay sau đít đi vô phòng. Thì khuya đêm đó 3 giờ Ngài Huệ Năng gõ cửa, bước vô. Tổ hỏi giờ này đến đây làm gì? Thì Ngài hẹn con 3 giờ mà dặn con đi cửa sau. Tại vì gõ trên miệng cối 3 cái và chắp tay sau lưng đi, thì Ngài Huệ Năng nhận được rằng thầy hẹn mình tối nay 3 giờ mà nhớ đi cửa sau. Ngũ Tổ nói lấy vải che cửa sổ lại, bắt đầu truyền tâm yếu. Thì sáng ra rồi thì Ngài Ngũ Tổ mới chở Ngài Huệ Năng qua đò. Thì lục Ngũ Tổ đứng chèo, thì Ngài Huệ Năng nói dạ để ta đưa. Ngài Ngũ Tổ nói để ta đưa con đi một đoạn. Thì Lục Tổ mới trả lời khi mê thầy độ, khi ngộ con phải tự độ lấy con. Nói xong vậy thì Ngũ Tổ buông chèo để cho Ngài Huệ Năng tự chèo lấy. Thì ở đây cái câu chuyện Pháp Hoàng muốn kể lại là muốn nói trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta gần gũi với người thầy, chúng ta gần gũi được một người nào trong cái xã hội mà người ta thấy được cái năng lực của mình, thì người đó âm thầm trợ duyên cho mình, âm thầm trợ lực cho mình trong cuộc sống từ vật chất tới tinh thần, nhưng người ta không nói. Tại sao? Tại vì người ta chỉ muốn cận duyên với mình. Và đồng thời trong sự gia hộ nó có hai loại: minh gia hay là hiển gia. Pháp Hòa ví dụ, có nhiều khi mình thương con mình vì nó cái hoàn cảnh nó, nhưng đôi khi cha mẹ giúp cho người con đó, có bao giờ khoe khoang nói gì với ai không? Không. Vì sao? Vì cha mẹ biết con thì ai cũng mình cũng thương hết, mình không có thương trên lệch. Nhưng có những đứa nó khó khăn hơn, nhưng mà mình cũng không muốn nó có cái sự gọi là phân bua trong này. Cho nên người cha người mẹ âm thầm giúp đỡ cho người con, cái đó gọi là minh gia. Phật cũng minh gia cho mình đó. Mình tu mà mình tới ngày hôm nay mình không có phiền não gì hết, mặc dù bao nhiêu sóng gió đi qua tâm mình cũng bình an được, mật hộ cho mình, minh gia cho mình. Còn ngược lại minh gia là gì? Hiển gia. Nói đại chúng chắp tay cầu Phật gia hộ. Gia là gì? Gia là một sự bảo vệ, gia trì. Nhưng mà nó có minh gia, nó có hiển gia. Thì cái chữ thân duyên và cận duyên nó cũng vậy. Mình gần, nhưng mà có đôi lúc mình nhận ra được cái mầu nhiệm, cái âm thầm, cái trợ lực, cái tiếp duyên của người đó. Nhưng nếu chúng ta nhận ra được, chúng ta phải hết lòng, chúng ta phải hết lòng, chúng ta phải trân quý và chúng ta phải tu tập. Cái điều này Pháp Hòa không có hình như không biết có kể chưa, mà có ít khi nào nói. Nhưng mà bởi vì nói việc này cho nên Hòa mới kể. Hồi đó Pháp Hòa đi Ấn Độ lần đầu, thì khi qua đến cây Bồ Đề mà chỗ Đức Phật ngồi thiền ngày xưa đó, thì Pháp Hòa mới quỳ xuống. Pháp Hòa mới bộc bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con được về đây đảnh lễ nơi mà hơn 2000 năm trước Ngài đã chiến thắng mọi phiền não ma quân để thành tựu được một bậc thầy vĩ đại của chúng con. Bây giờ trên đường con tu, trên đường con làm Phật sự, xin Ngài hãy cho con một sức mạnh, một niềm tin là con sẽ thành tựu được đời tu của mình. Quý vị biết không, Pháp Hòa vừa khấn xong, Pháp Hòa lạy xuống, thì một chiếc lá bồ đề nó rơi ngay trên đầu Pháp Hòa. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai trở qua Ấn Độ, quỳ xuống dưới gốc cây bồ đề, lạy xuống, chiếc lá thứ hai rơi xuống. Thôi, hai lần đủ rồi.
Cho nên Pháp Hòa biết rằng đây là cận duyên Phật cho mình. Mình mấy chục năm sống trong đạo rồi, từ 7 tuổi là đã đi vào trong chùa tu tập, và sống trong đạo bây giờ là 35 năm. 30 mấy năm sống trong đạo, từ 7 tuổi tới bây giờ. Từ ngày đi xuất gia 15 tuổi cho đến giờ phút này, chưa một ngày nào ngưng nghỉ làm việc. Từ 15 tuổi. Như vậy Đức Thế Tôn, Đức Phật đã cho mình một cái cận duyên là niềm tin vững chắc. Cho nên đại chúng cũng yên tâm. Không? Giận thì giận mà tu thì tu. Cho nên mình có buồn phiền gì đi nữa, nhưng thủy chung nó chỉ là những cái pháp đối đãi trong thế gian này. Đừng để nó thành ra cái chính yếu, nó đẩy lùi cái duyên tu của mình. Mình tu tập là chính, còn những cái lăng tăng thị phi trên cuộc đời này chẳng qua nó là cái khách trần phiền não. Xin thưa, giống như mình mặc chiếc áo dài đi ra ngoài đường, tự nhiên một cơn gió nó bay tới, tà áo dài mình bay phất lên. Gió ngưng thì chiếc áo dài nó trở lại. Cái nón mình đội trên đầu, gió nó bay thì cái nón nó bay, mình chụp cái nón lại đội tiếp. Khách trần là những cái nó lai vãng trong cuộc đời này, nhưng mình đừng biến, mình đừng có mời nó vô nhà mình. Mình tu làm sao không biết, mà đứa nào mình cũng mời vô hết. Phiền não nào mình cũng rước hết. Riết rồi mình sẽ bị khó khăn. Cho nên thân duyên, cận duyên. Cận duyên là những cái điều mà người ta âm thầm người ta đến với mình. Có nhiều khi người, một người bạn thân với mình biết mình gặp khó khăn, nhưng cái tính mình là tự ái, không có thích nhận như vậy, thì người bạn đó khéo léo đã đến với mình một cách linh động, mà chỉ khi nào mình nhận ra, mình cảm ơn trong thâm tâm của mình, vì người đó cũng đã đến một cách thầm lặng với mình. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời mà nếu chúng ta chỉ cần quay trở lại nhìn, chúng ta nhận ra điều đó. Mẹ mình đã làm như vậy cho mình, ba mình đã làm như vậy cho mình. Có nhiều khi mình bệnh, mẹ biết mình bệnh, ba biết mình đau. Ba mẹ đâu nói gì đâu. Ba mẹ thương quá, ba mẹ nguyện ăn chay cho mình, đọc kinh cho mình, mà đâu có nói gì cho mình nghe đâu. Phải không? Thì đôi khi mình thấy con mình như vậy, mình cũng âm thầm tìm mọi cách trợ lực. Pháp Hòa nhận rất nhiều email mỗi ngày. Con nó rơi vào tình trạng như thế này, thầy có cách nào giúp cho con, để giúp cho con trong cái thầm lặng mà để cho con không biết, tại vì nó chưa đủ khả năng nó tiếp nhận, vân vân. Cho nên nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời này chúng ta còn có những cái phước duyên, những cái may mắn. Tại vì chúng ta chưa hẳn hoàn toàn gặp những cái nghịch duyên đâu. Nếu nghịch duyên hoàn toàn chúng ta đâu ngồi đây. Cho nên chúng ta vẫn còn đủ một cái lành thiện nào đó, để chúng cái phước nào đó, để chúng ta thân duyên, cận duyên, để rồi để chúng ta đi tới cái gì? Để chúng ta tùy tăng thượng duyên. Nhớ nha, mình được cái điều kiện đó, phải nuôi dưỡng nó, phải trân quý nó, phải làm cho nó mỗi ngày tăng thượng chứ không giảm. Mình đang trên đường tu tập tốt, đừng ỷ lại. Pháp Hòa ví dụ nè, quý vị lái xe trên đường đi, mặc dù ở phía trước đường rất trơn tru, nhưng dám bỏ tay lái ra không? Nếu bỏ tay lái ra thì xe nó sẽ làm sao? Nó sẽ nghiêng, nó sẽ xéo, nó sẽ lệch. Cho nên mặc dù đường rất tốt, xe còn tốt, nói chung tốt hết, nhưng tay mình vẫn đặt trên cái tay lái đó để giữ chiếc xe mình cho nó thăng bằng. Cũng như thế, dù cuộc sống này chúng ta gặp rất nhiều những thuận lợi, nhưng đừng bao giờ khinh thường. Mình phòng thủ, đừng có khinh thường địch. Tại vì ác ma, phiền não nó rình rập mình, giống như là cửa thành lúc nào còn phải đứng. Cửa thành không bao giờ không có lính đứng, dù lúc đó đang an bình, nhưng ngoại xâm
có thể bất cứ lúc nào. Mà thường chúng ta sẽ rơi rụng vào những lúc chúng ta ỷ lại. Ỷ lại cho nên mình dễ rơi rớt. Vì vậy cho nên dù cuộc sống rất tốt, nhưng đại chúng đừng quên mỗi ngày phải dành cho mình 15 phút, 20 phút tụng một thời kinh. 5 lần chú đại bi cũng được, tụng một bài sám hối cũng được, ngồi thiền cũng được, niệm chuỗi cũng được, bất cứ cái gì, miễn làm sao đại chúng nhớ là phải có mỗi ngày thời khóa đó để ngăn ngừa cái vọng tâm của mình, mắt tai mũi miệng của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cái tu đó gọi là trợ, cái chánh tu, cái chánh hạnh của mình. Nhưng mà chúng ta cũng cần những trợ duyên. Thí dụ như tập ăn chay, có cơ hội bố thí thì mình làm, có cơ hội giúp ai thì mình giúp. Tại vì đó là mình tạo cái phước lành để nó trợ duyên cho mình. Cũng giống như mình lái xe đi, mặc dù chiếc xe mình nó to, mặc dù chiếc xe mình nó to, nhưng có ai mà thấy cái lõm mà không chịu tránh không? Không người nào mà lái xe mà dám đi. Tại vì văng xuống cái lỗ đó, nhất định xe mình sẽ văng. Thậm chí nếu mình rớt xuống một cái hố nó to hơn, nó sẽ là cạ xe, nó hư xe nữa. Mặc dù xe mình to hơn cái lỗ nạn đó, nhưng không bao giờ dám. Nếu mình có thể lách được nó, mình có thể đi được, vượt được nó. Vì vậy cho nên hôm nay, trước khi trả lời câu hỏi, Pháp Hòa xin thưa với đại chúng ba việc ha: thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Cái điều đó tốt rồi, đừng lười biếng. Tại con người chúng ta lười biếng lúc nào nó cũng chiếm thắng. Ví dụ ha, nghỉ holiday về Việt Nam chơi một tháng, qua mấy ngày đầu làm biếng đi làm lắm, quại lắm. Mà đang trên đà đi làm thường vậy là không sao hết. Mà hễ mà nghỉ một cái rồi muốn trở lại là không phải dễ. Rồi quý vị tụng kinh nè, mỗi ngày rồi đó. Bữa nào mà bỏ chừng tuần không tụng, chứ bao ngày thứ 8 bắt đầu không có đà được quá. Khỏi phải lo nghĩ gì hết. Cho nên tại sao mà trong chùa không có để cho mình ngưng nghỉ cái thời khóa, vì đó là cái nuôi dưỡng của mình. Tăng thượng duyên, tức là cái duyên đó tốt, chúng ta phải làm cho nó tăng trưởng mỗi ngày. Điều thiện, điều lành gì có mặt, chúng ta phải ráng giữ cái duyên đó. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba duyên ha. Nuôi dưỡng ba duyên. Bây giờ ở đây có một câu hỏi: What is the best way to bring Buddhism to our teen? Tức là có cách nào tốt nhất để mang Phật giáo đến cho tuổi trẻ của chúng ta? Vì câu hỏi tiếng Anh, cho nên Pháp Hòa xin được trả lời bằng tiếng Anh. Mặc dù tiếng Anh của Pháp Hòa dở hơn tiếng em. My dear friends, I'm very happy and appreciate your question. It's very reality in our daily life. Because young fellows are our next generation. They are our continuation. So therefore, we have the responsibility to do in such a way that we can transmit the light, we pass down the light to them, so they can hold and continue. So therefore, then we need your talent, your mindfulness, your skillful. We do not try to pass down what we call religion or belief. We try to pass down the way to live, because the way they live is more important than what they believe. If they believe in Buddha,
But they don't know how to use loving words in daily conversation. They don't know how to treat their body well. They mistreat their body. They did not take the good consuming for their body, for their mind. Their future will be damaged. Their life will be damaged. So therefore, we need to learn how to introduce the practice, the light, the way to live to them. So therefore, how? First of all, not by words, but by the way you live. The way you live is the way they live, because they are next to you. We just learned thân duyên. The more they close to you, the more they learn from you. So they are cận duyên, thân duyên. They have the condition to live close to us. And then when they are young, they follow what we direct them. So make sure you are mindful enough to live your life meaningful, to understand your direction in order to direct them when they are young. Because when they are young, it's just like a piece of paper. You can write on that piece of paper whatever you want. Once they grow up, they have their own decision. Very, very hard to ask them to write something that you want. So the best way is live your life. Live your mindful way. Because your way of living, your way of talking, your way of thinking will be the best lecture, the best lesson to teach your children. You brought them to shopping mall. You bought your jackets cost $500. But on the way home, you tell $50. You teach your child how to be lying. So when they grow up, they also buy that $500. But when you ask them how much, they say, free. It's $10, right? When somebody call in, you look at the caller. You don't like that person. Instead of say, oh, you can pick up the phone and tell them that mom is busy. Dad is busy. We didn't say that. We say, tell them I'm not home. Very gentle. It's very gentle. And gently, silently, you teach your child how to lie to you. When they at the mall, when they at the bed, the bar, whatever, where are you? I'm school. Because that's what you taught them when they're young. And also, they're curious. Why? Mom is home, but she told me to say that she is not home. So they start to untrust about you. So next time when you talk to them, even the thing that happened in the family, they have a question. My mom used to lie. My dad used to lie. Are they really to me? So you must be careful about that. So we are influenced by each other. So if you get close to the light, you get light. You are shining. If you get to the dark, people cannot see you. And this is very true. So instead of I ask them to sit down, give them a lesson, a lecture, sometimes they don't have enough capacity to listen to you. So the best way, live your way. Live your way. They can learn from the way you live. So it's better than you introduce religions, because Buddhism is the way to live. Buddhism is the direction to bring you to the destination of happiness. It's not about the policy. You do this, you go there. You don't do this, you go down. It depends on how you live. You go up or you go down, it's based on how you go. You arrive to your destination depends on how you drive. If you drink,
you drive risky. You must be careful after a whiskey. Otherwise, you got an accident. So this is my sharing about the question here. Mấy câu hỏi mà viết nhiều quá chắc để lại. Rồi từ từ ngày mai có giờ trả lời. Tại sao tất cả các thầy đi tu cạo đầu, nhưng sao con thấy riêng Đức Phật lại có tóc, mà tóc lại xoăn? Ủa, mình nhớ mình chưa gặp Phật mà sao vị này được gặp Phật? Thật ra thưa đại chúng, Pháp Hòa trả lời câu này cũng nhiều lần rồi. Theo như lịch sử, Đức Phật vẫn cạo tóc như thường. Nhưng ngày nay chúng ta tạo hình tượng Đức Phật để biểu lộ sự cung kính và đức tướng của Đức Phật. Và Đức Phật có bao nhiêu cái tướng tốt, chúng ta không thể nào diễn đạt trên một bức tượng được. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ diễn đạt đức tướng tốt của Đức Phật trong cái khả năng của mình. Ví dụ như tóc. Vì trong kinh nói là tóc Đức Phật xoắn về phía phải, tóc tự quấn và xoắn về phía phải. Nhưng mà Đức Phật trong kinh cũng nói là Đức Phật có 40 cái răng rất là đều, không lẽ làm một tượng Phật nhăn răng? Cho nên đức tướng răng không làm được, mà đức tướng tóc có thể làm được. Trong kinh nói con người mình, mồ của mình là mồ hôi. Đức Phật không có mồ hôi. Đức Phật có mồ hôi mà được mồ hôi Đức Phật không hôi, mà gọi là mồ thơm. Không lẽ bây giờ làm sao tạc một cái tượng là có mồ hôi? Phải vậy không? Cho nên có những việc trên một bức tượng hạn hẹp, chúng ta không diễn đạt được hết đức tướng của Ngài. Rồi bây giờ nếu như một cái đức tượng mà cạo tóc, mình sẽ nhận ra là đây là một vị tỳ kheo, một vị hòa thượng nào đó. Cho nên làm cái biểu tượng đó là gì? Tóc của Đức Phật có thể biểu lộ được trong 32 tướng của Phật. Ví dụ như trong kinh nói Đức Phật ở trên đỉnh đầu của Ngài ngay đây, thì cái đỉnh này nhô lên và người đời không thể thấy. Giống như Pháp Hòa, ví dụ Pháp Hòa ngồi đây, đại chúng ngồi dưới đó, thì làm sao đại chúng thấy được cái đỉnh ngay đỉnh đầu này của Pháp Hòa được? Thì cái đỉnh này nó còn có tên là vô kiến đảnh tướng, tức là cái đảnh tướng mà không thể thấy, gọi là vô kiến. Thì bây giờ làm một cái tượng Phật biểu lộ cái đỉnh tướng đó, làm thấp chủng không thấy, buộc lòng phải làm nhô lên chút, cái người ta nói cục thịt nổi. Có người tưởng đâu là giống như phim Tàu vậy đó, Phật có một cục tóc ở trên này vậy. Mà không, cái đó là cục thịt nổi trên đầu Ngài. Nhưng mà thật sự nó không có nổi dữ dội vậy đâu. Nhưng mà bởi vì cái tượng Phật, người ta muốn biểu lộ cái đức tướng đó, thì người ta phải làm cục thịt nổi đây. Chứ còn thật thể Đức Phật vẫn cạo tóc đi tu. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật chủ trương rằng khi mình đi tu thì mình phải đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày của mình. Mà tóc là một cái chúng ta rất bận rộn với nó. Đồng thời, tóc là một là rối rắm, cho nên tóc còn được tượng trưng cho phiền não. Chứ tóc không phải là phiền não nha. Tóc không phải là phiền não, mà tóc chỉ là tượng trưng của phiền não. Còn nếu nói phiền não của chúng sanh, đâu phải chỉ có tóc không? Tóc nó không lẽ mình thấy cái người đó mình dựng tóc lên. Tôi tức quá tôi dựng tóc lên. Nhưng mà nếu con mắt của mình mà thấy cái người mình ghét thiện mắt, mình có biểu lộ không? Có không? Có. Như vậy con mắt mình là cái phải cái chỗ để nó nổi phiền não không? Cái miệng mình phải không? Nếu mà nói phiền não thì mắt mình nè, miệng mình nè, bàn tay mình nè, cánh tay mình nè, chân của mình nè. Đó, những cái chỗ đó nó phát ra phiền não hết. Coi đó, chỉ liền. Rồi cái môi của mình bình thường rút lại đẹp lắm. Thấy cái người nào nó không ưa nó ra. Đó, nó biểu lộ của phiền não hết mà. Như vậy tóc chỉ là một phần, chứ có nhiều vị nói tóc là phiền não không? Tóc là tượng trưng của phiền não.
Chứ bản chất tóc nó có gì đâu phiền não. Rồi con mắt của người ta không có giận tức ai thì đâu có gì đâu phiền não. Như vậy nó là một cái nơi để nó biểu lộ cái phiền não của mình thôi. Và người tu thì muốn đơn giản hóa cuộc sống, đừng cho để cho mình thêm những cái rối rắm gì trong cái sự tóc tai của mình. Con người mình nghĩ cho kỹ thì mình rắc rối từ sáng tới tối, mà rắc rối từ trên này xuống tới chân. Có chỗ nào không chăm sóc mà phải chăm sóc cho thiệt xịn nữa. Đó, tóc phải màu gì, kiểu gì, gọi xà bông gì. Đi tu cạo hết là trời ơi sợ lắm, sợ nó rụng lắm. Shampoo hiệu nào mà cạo để gọi đừng có rụng tóc, vân vân. Cho nên là đó là một biểu tượng thôi. Người tu trong Phật giáo là phủi tóc. Mà thật sự ra thời Đức Phật á, các tu sĩ của các đạo giáo khác cũng phủi tóc. Cho nên Đức Phật cũng tùy thuận cái phong cách đó mà tu tập thôi. Con nghe thầy qua Houston, con rất mừng. Con có vài điều thắc mắc. Có phải mình làm con không nuôi được cha mẹ, có phải mình có tội không? Vì hoàn cảnh nghèo đúng không thầy? Thưa đại chúng á, nếu nói nuôi cha mẹ không phải chỉ cơm áo chỗ ở mới gọi là có hiếu là nuôi đâu, mà rõ ràng là mình vì hoàn cảnh nghèo khó mình không nuôi được. Nhưng mà cha mẹ có đôi lúc á, không có đòi hỏi mình phải món ngon vật lạ, nhà ở cao sang. Nuôi cha mẹ có mấy cách. Thứ nhất là nuôi nấu cơm cho ăn, cho uống, thuốc men, nhà ở. Đó là một cách. Cách thứ hai, nuôi cha mẹ bằng tinh thần. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta nói chuyện với cha mẹ, chúng ta cần sử dụng ái ngữ. Có đôi khi mình không có đủ nhẫn nại nói chuyện với người lớn tuổi. Người lớn tuổi thì có thể lãng tai hay hỏi tới hỏi lui. Có đôi khi quên, và hoặc là già sanh tật nói nhiều. Người trẻ thì hay nóng tính, cho nên đôi lúc chúng ta nạt nộ cha mẹ trở lại. Thì như vậy thì nuôi cha mẹ, có đôi lúc chúng ta cho ăn, chúng ta cho mặc, chúng ta cho chỗ ở, nhưng mà hàng ngày lời nói chúng ta sốc não cha mẹ. Như vậy cũng chưa phải là nuôi. Như vậy thì mình, nếu hoàn cảnh mình không nuôi được vật chất, nhưng mình nuôi được sự chăm sóc qua ngôn từ, hoặc là mình đỡ đần cha mẹ chăm sóc bệnh hoạn. Có thể mình nghèo mình không lo được việc khác, nhưng nếu mình có lòng, có thảo, có hiếu, thì mình làm được hết tất cả những cách khác cho cha mẹ. Bên cạnh đó có một điều quan trọng nữa là gì? Anh em hòa thuận với nhau là một cách trả hiếu chăm sóc cho cha mẹ. Đôi khi một người này nuôi cha mẹ nhưng cấm người kia không được tới thăm. Vì cha mẹ không còn cách khác cho nên ở với nhà người này, nhưng mà lòng hướng về người kia, vì trông đợi người con kia tới thăm. Nhưng mà biết được rằng anh em bất hòa, tới thăm mình thì anh em nó bất hòa, mở miệng hỏi thăm thì nó nói má ở đây mà tâm hướng đằng kia. Cho nên nhiều lúc nhớ đứa con kia mà không dám nói. Nói thì sợ nó hạch sách mình. Vậy thì mình nuôi cha mẹ có một cách nữa là làm sao để anh em hòa thuận, đừng để cha mẹ phải khổ lo trước khi nhắm mắt mà thấy đàn con không thuận hòa. Nhiều khi mình nghèo, anh em đầm ấm đoàn kết với nhau, quý vị sẽ thấy nụ cười hạnh phúc của cha mẹ. Cha mẹ không phải ăn ngon mà hạnh phúc đâu. Cha mẹ không phải ở nhà sang mà hạnh phúc đâu. Tại sao Pháp Hòa nói như vậy? Tại vì chính Pháp Hòa cũng vậy thôi. Pháp Hòa sẽ rất hạnh phúc nếu các đệ tử Pháp Hòa huynh đệ còn thương nhau, chăm sóc cho nhau. Dù Pháp Hòa có cực như thế nào, nhưng Pháp Hòa sẽ rất hạnh phúc khi thấy đệ tử mình, huynh đệ còn thương nhau. Nếu một ngày nào đó họ không thương nhau nữa thì đó là một cái thất bại của người thầy, một cái đau khổ của người thầy cũng như của cha mẹ. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ trong kinh: ái ngữ, chăm sóc, rồi bên cạnh đó mình còn biết quan tâm đến cha mẹ. Ví dụ như má, ba, con muốn đi thăm ai con chở đi thăm,
nhiều khi họ có bạn già với nhau, lâu lâu nghe người kia muốn đi thăm, chở đi thăm. Lâu lâu ba má đi lên xe con chở đi một vòng phố. Lâu lâu con chở ba má đi chùa. Tất cả những hình thức đó, cái gì mà lợi cho tinh thần của cha mẹ, chúng ta đều làm. Tại vì người già đôi khi không phải ở nhà không mà họ xuống đâu, họ cũng muốn ra ngoài. Nhưng họ thấy mình bận rộn quá, họ không dám nói. Nhưng mà mình nuôi cha mẹ thì mình phải tâm lý. Người già thì đôi khi thấy con bận rộn, im lặng không dám nói, nhưng mà thật sự rất muốn ra ngoài cho nó khuây khỏa, cho hít thở không khí, đi chỗ này chỗ kia. Trong khả năng mình làm được nên làm. Pháp Hòa biết có những vị, có những người con cứ mỗi cuối tuần chở ba mẹ đi một vòng, không cần biết đi đâu mà ba mẹ vui lắm. Ngồi trên xe thấy nhà thấy cửa vậy mà tuần nào cũng đi. Đến một ngày nào đó cha mẹ không đi nữa thì họ nói sao? Bây giờ con có muốn chở cũng đâu được nữa, phải không? Thành thử ra ngày xưa đó, trong tứ nhị thập tứ hiếu, trong cái quyển sách kêu là 24 điều hiếu thảo của một người con đó, thì có một người con khi mà ba ổng đánh ổng á, lúc mà đánh ổng đau thiệt là đau mà ổng không khóc. Vậy mà khi cha già rồi đánh ổng thì không đau một miếng nào mà ổng lại khóc ròng. Thì người cha mới nói: hồi xưa cha khỏe con đánh con đau mà sao con không khóc, mà bây giờ cha hết sức cha đánh thì khóc. Đó, dạ, tại vì hồi nhỏ ba đánh con vì con biết con đau, nhưng trong lòng con biết ba còn khỏe. Bây giờ ba đánh con không đau là con biết ba hết sức rồi. Như vậy có nghĩa là cái ngày mà con xa cha đã tới cận kề rồi. Một cái lời nói. Đó là một trong 24 gương hiếu. Một cái gương hiếu khác, một người con ở với mẹ ghẻ, bị mẹ ghẻ hành hạ. Tới hồi người cha biết được, người cha đòi đuổi mẹ con cái người vợ sau, thì người con lớn đó quỳ xuống: mẹ còn chịu một phân đơn coi, mẹ đi luôn những cơ hàng cả ba. Bây giờ nếu mà mẹ còn đây, mẹ có hành hạ con thì mình con khổ thôi, nhưng mà ba với em hạnh phúc. Nhưng nếu mẹ đi rồi, cả ba người mình chết. Ba không được ai nấu ăn, em không được ai chăm sóc, phải không? Mẹ còn chịu một đơn coi, mẹ đi luôn những cơ hàng cả ba. Thì người mẹ sau đó nghe như vậy cảm động và tiếp nhận cái người con của người vợ trước. Đó cũng là một câu chuyện trong nhị thập tứ hiếu. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng mình chăm sóc cha mẹ không phải chỉ cơm áo gạo tiền không đâu, nhà ở đâu, mà quan tâm cái tinh thần. Đó là chưa nói nếu cha mẹ có đức tin nào, mình phải thường xuyên nhắc nhở cha mẹ: mẹ niệm Phật đi. Nói như vậy người già không có niệm đâu, tại người già cơ thể mệt mỏi hay lười, và vừa lười mà vừa quên. Cho nên má, chiều nay con niệm Phật với má 10 phút nha. Lâu lâu má, ba niệm Phật 3 câu. Trong một ngày mình chăm sóc, ông bà cứ lâu lâu niệm 3 lần, lâu lâu niệm 3 lần, mình niệm để ông bà niệm theo. Chứ còn mình nói ông bà không có nhớ, người già nói trước quên sao, hay là sức khỏe không còn niệm không nổi, nhưng có ai đó động viên, người già sẽ niệm theo. Đó là một hình thức mình trả hiếu, để đời này cha mẹ được chăm sóc qua hình thức nuôi nấng, mà tâm linh cha mẹ khi về già còn được cái chỗ thảnh thơi. Đó, cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng có thêm, đừng có ngại cái chuyện mình nghèo, mình mặc cảm, mình không nuôi được cha mẹ, mà có những cái mình làm còn hơn cái tiền của nữa kìa. Đó là sự chăm sóc. Anh em phải hòa thuận, nói năng bằng ái ngữ, sống biết quan tâm tâm lý của người già, và đồng thời hộ trì cho cha mẹ trong con đường tâm linh về sau. Cho nên người xưa dạy mình á, người xưa dạy mình á, cha mẹ còn thì mình theo cái ý chí của cha mẹ mình sống. Cha mẹ còn mình chăm sóc, cha mẹ mất mình theo cái hạnh, cái đức, cái ý chí, cái ước nguyện của cha mẹ mà chúng ta làm theo. Kính thưa Thầy,
là một người Phật tử đã cúng dường cho Tam Bảo rồi, sau này mình đòi lại thì có tội hay không? Thấy thương quá à. Em trả lời câu này mai mốt là đòi em nữa. Thưa đại chúng, trên nguyên tắc á, là mình không phải cúng cho cái cá nhân cái vị đó. Mình cúng là mình cúng cho chung, cho Tam Bảo. Mà cái việc cúng chung đó là đã đưa vào cái quỹ chung rồi. Thưa đại chúng, ở cái xứ Mỹ nè, Canada nói chung á, chùa chiền cũng giống như là một cái cơ quan vậy đó. Sự thu nhập đều ghi chú rõ ràng. Mình nhập cái gì vô phải ghi sổ, mình xuất cái gì ra phải ghi sổ. Thành thử ra nếu như mà mình nhập vô thì dễ, mà ra rồi không có biên nhận thì sau này giấy tờ rất là rắc rối. Quý vị ở đây quý vị biết mà, quý vị biết chuyện đó mà. Thành thử ra nếu mình đòi lại là mình đòi gì, giận tức phiền não mình đòi hay gì, cái lý do nào thì thôi mình gặp riêng trụ trì mình nói chuyện. Hết giờ chưa hè? Quý vị cứ không sao, quý vị cứ ghi mai Pháp Hòa còn gặp quý vị tối mai. Tối mai là tối thứ sáu, tối thứ bảy, tối chủ nhật. Thứ sáu, thứ bảy ở Viên Thông. Thứ sáu, thứ bảy ở Viên Thông. Tối chủ nhật ở Hương Lâm. Dạ. Cho nên em không có chạy thoát đâu đâu. Thưa Thầy, cho con hỏi, khi mình chết xuống âm phủ, mình còn được gặp người quen hay cha mẹ mình thì có nhìn nhau được không? Em chưa xuống dưới cho nên em cũng không biết có gặp được không nữa. Nhưng mà theo em nghĩ nha, thời buổi này không có khó, trước khi đi nhớ xin số phone nhau. Xuống dưới nhắn Mom where are you. Là hẹn. Thưa đại chúng á, có một đoạn nói như thế này: nếu mà mình xuống cái cảnh khổ, nếu mình đọa xuống cảnh khổ, là một trong những cái khổ đó được gọi là khổ là gì? Chí thân như cha với con cũng không bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Mà cái điều đó rất là thật. Bây giờ ví dụ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mình thương người thân mình lắm mà mình có thế bệnh được đâu. Có nhiều cha mẹ Pháp Hòa biết đó, sẵn sàng thế bệnh cho con, tại vì con mình còn trẻ quá. Bây giờ nó mắc một cái bệnh gọi là ngặt nghèo, cha mẹ nói trời ơi, ước gì con được bệnh thế cho con của con. Nhưng không được. Mình thấy con còn, người thân của mình còn trẻ quá mất, mình nói trời cho tôi đi trước cũng được. Nhưng mà đâu có được. Vì một trong những cái khổ của chúng sanh này là chúng ta không thể thay thế cái khổ cho nhau. Thì địa ngục là cái chỗ khổ. Vì sao được gọi là khổ? Vì có một vấn đề là không ai chịu khổ cho nhau được. Có muốn cũng không được, huống chi là không muốn. Bây giờ Pháp Hòa đưa ví dụ. Mình tới gặp đám cưới, xin chúc mừng anh, chiều vui với gia đình anh chị. Xin thôi chứ có ai chia đâu. Đi tới đám tang, em xin chia buồn với gia đình. Ta chia mình dám lấy không? Bây giờ mình chia buồn với người ta mà ta chia mình dám lấy không? Vì vậy cho nên khi cái phong tục, khi mình đến mình chia buồn thì người ta sẽ lì xì lại mình một cục kẹo. Quý vị nhớ không? Đi đám tang người ta hay lì xì cục kẹo đó.
Vậy thì tại sao người ta không lì xì khác mà người ta xì lô củ kéo? Vì kẹo là tượng trưng cho ngọt. Mình đến đến đám tang, mình chia cái đắng, cái khổ với người ta. Nhưng người ta không có nỡ đưa cái đó cho mình, mà người ta sẽ thối lại mình một cục kẹo. Và người ta còn phát cho mình một sợi chỉ đỏ, có không? Rồi cái chỉ đỏ đó quý vị làm gì? Làm gì biết không? Ngày xưa đó, nếu đúng luật thì chúng ta lấy sợi chỉ đỏ đó, chúng ta quấn vào nút áo. Quấn vô nút áo làm chi? Chỉ đỏ là hên. Và cái hên đó chúng ta phải kết vô người, cho nên là kết cát. Cát này là cát tường. Cho nên lấy sợi chỉ đỏ quấn vô áo, quấn vô nút áo, ngậm cục kẹo liền, ăn cái ngọt liền. Mặc dù hồi nãy tôi mới nói chia buồn nhưng mà em ơn chị không chia chị chia ngọt. Đó là cái dễ thương, cái đẹp của phong tục. Bây giờ mình không cho kẹo, mình không cho cái sợi chỉ cũng có sao đâu, nó là một cái phong tục thôi mà. Nhưng mà cái gì nó hay, nó đẹp, nó dễ thương thì chúng ta tiếp nhận. Cục kẹo đó không phải của Phật giáo, sợi chỉ đỏ cũng phải của Phật giáo, nhưng mà chúng ta là người sống, chúng ta biết tiếp nhận. Cái gì hay chúng ta làm, nhưng chúng ta làm biết ý nghĩa, cho nên có cũng không gọi là đủ, thiếu cũng không gọi là thiếu, mà chẳng qua là tùy duyên. Tùy duyên ta có hoàn cảnh hay không thôi. Có nhiều người ta có khả năng hơn, ta còn để một đồng trong đó. Và có nhiều người á, người ta lấy một đồng á, ta đi cúng dường, ta cho lại chứ ta không xài. Ta nói thôi, ăn cục kẹo kết sợi chỉ được rồi. Cho nên trên cái bao đỏ đó người ta để hai chữ kết nghĩa. Cái bao đỏ để chữ nho kết nghĩa, để sợi chỉ đỏ vô đó, thêm cục kẹo trong đó. Mở ra thấy sợi chỉ đỏ cục kẹo là vui rồi. Cho nên thường á, trong cái lễ đó người ta để vô đó là phải cục kẹo gì mà nó ngọt nha. Không có để chanh muối nha. Không có để me chua nha. Ngọt mà. Cho nên mình tặng là cục kẹo ngọt. Bây giờ nói lại cái chuyện này. Địa ngục là gì? Là chỗ khổ đau. Rồi bây giờ nè, cái khổ đau mà hàng ngày mình chịu phải đó, có lúc, có đôi lúc mình không muốn gặp nhau nữa mà. Đừng có cho tôi gặp lại nghe không. Nhiều khi sống mà còn hăm he nhau vậy đó. Đó, thành thử ra nếu như mình ở một cõi khổ rồi thì không có chắc gì thuận theo ý mình đâu. Trừ khi nào mình ở cõi lành thôi. Cho nên thôi, tốt nhất đừng hỏi xuống dưới có gặp nhau không. Không chắc. Còn muốn chắc gặp nhau lên trển. Tại vì ở chỗ nào tự do thì muốn gặp nhau anytime. Còn chỗ nào mà đã không tự do rồi thì phải apply. Phải xin phép và thậm chí phải nạp giấy tờ. Phát quà đi vô tù, thăm mấy người tù đâu có dễ. Lâu lâu mấy anh tù xin với mấy ông mà chaplain, tôi muốn gặp một thầy Phật giáo. Mấy ông liên lạc, thầy có vô trong đó nói pháp được không? Dạ được. Trời ơi, đi vô khủng khiếp lắm. Giấy tờ phải nộp, rồi đi vô bao nhiêu cửa sắt. Có những người người ta phạm tội nặng, ta sợ bị trốn, rồi phải đưa ra rất chỗ rất là xa, mình phải đi rất xa. Rồi vô đó phải nộp giấy tờ, phải trình giấy tờ. Mình vừa qua khỏi lớp cửa là cửa sắt đóng lại liền. Rồi nó mở cửa thứ nhất, cái mình vừa qua cửa liền. Mình có cảm tưởng forever. Không biết lát có ra nữa không. Cho nên thưa đại chúng, chứ lấy cái ý này mà sống. Khi chúng ta rơi rớt vào một cái cảnh khổ rồi, chúng ta không có tự do để mà đòi hỏi gì đâu. Phải không? Nhiều khi có muốn gặp mà còn chưa. Thí dụ má, bà dưới lầu muốn gặp má, nói ổng đi về là tao muốn gặp. Mình ví dụ vậy đó. Nghĩa là khi chúng ta buồn phiền khổ đau với nhau rồi, chúng ta chưa chắc chịu gặp nhau. Chứ đừng nói là nếu chúng ta ở một cảnh khổ mà bị cái sự gọi là dò xét. Thôi thì muốn gặp nhau, hãy nên phát tâm hướng thượng, sống đời lành, để chúng ta ở cõi lành thì chắc chắn được gặp nhau. Có một câu chuyện, nó nói there are only two things in this life, whether you are happy
whether you are well or whether you are sick. If you are well, there's nothing to say, nothing to worry. But if you are sick, there are two things to worry: whether you die or whether you live. If you live, there's nothing to worry. But if you die, there are two things for you to worry: whether you go to heaven or whether you go to hell. If you go to heaven, there's nothing to worry. But if you go to hell, you will be busy to shake hands with lots of your friends. Then you don't have time to worry. Thưa đại chúng, bây giờ cũng đã hết giờ, thì Pháp Hòa xin dừng ở đây. 8:30 rồi. Ngồi nổi nữa không? Thôi, một câu hỏi nữa là mình nghỉ nha. Mai tiếp, mai trả lời tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con lên chùa để đến nghe pháp của thầy, nhưng con lại nhờ chị bạn con xí chỗ để được chiêm bái thầy, và con cũng xí chỗ cho bạn. Vậy con có tội không thầy? Thành thật quá. Không sao, xí chỗ mỏng ai phiền não thôi. Bây giờ trả lời câu hỏi cuối cùng. Cúng dường và bố thí thế nào cho ý nghĩa? Thưa đại chúng, thật ra mình chỉ có một chữ thôi, đó là bố thí. Chữ thí là cho, chữ bố là rộng rãi. Cho một cách rộng rãi là bố thí, và mọi hình thức đều là bố thí. Ví dụ mình cúng chùa cũng là bố thí, nhưng mà tại vì mình có một cái từ ngữ nó khác nhau thôi. Thí dụ như gặp bạn thì gọi là biếu, là tặng. Nhưng mà gặp một cái người thấp hơn mình nói sao? Nít, ví dụ trẻ hơn mình kêu cho. Nhưng mà thật sự chữ cho, chữ biếu, chữ tặng nó cũng là bố thí. Quý vị mang gạo vô chùa, quý vị nói cúng dường, nhưng thật sự nó cũng là bố thí. Chữ thí là cho thôi, nhưng mà chúng ta có những cái từ ngữ khác để sử dụng tùy theo cái hoàn cảnh vậy thôi. Nhưng mà dù là bố thí, dù là bố thí hay dù cúng dường, cái của cho nó không bằng cách cho. Cái cách mình cho nó quan trọng hơn là cái của mình cho. Quý vị hiểu ý ha? Cũng giống như trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều việc chúng ta muốn nói, nhưng mà nhớ là hãy để ý cái cách nói của mình. Đôi khi cái cách nói mình nó còn quan trọng hơn điều mình muốn nói. Những điều mình muốn nói mà chúng ta đơn giản vô cùng mà chúng ta không biết cách nói, từ cái đơn giản đó nó thành ra một câu chuyện lớn lao, có thể xích mích, mất lòng và không còn nhìn nhau, chỉ vì một câu chuyện rất nhỏ, một cái việc rất đơn giản mà chúng ta không biết cách nói. Cho nên chúng ta đã tạo. Cho nên cách cho quan trọng hơn của cho. Cách nói chuyện quan trọng hơn chuyện mình muốn nói. Phải không? À, cũng là một cái nhìn. Dạ. Thôi thì bây giờ trước khi chúng ta chấm dứt, xin đại chúng cùng ngồi xuống để chúng ta cùng đọc ba lời phát nguyện quy Tam Bảo. Xin đại chúng cùng chắp tay. Xin đại chúng cùng chắp tay đọc theo. Please join your palms and repeat after thầy. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Quy y Phật, con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối,
cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. Quy y Pháp, con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Quy y Tăng, con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người nguyện sống đời tỉnh thức. Đại chúng, một số quý vị ghi danh quy Tam Bảo, sau ba lời phát nguyện này, quý vị đã chính thức nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Và đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm giới, năm điều đạo đức của một người Phật tử. Xin đáp rằng dạ được, sau mỗi giới được hỏi. My dear brothers and sisters, you have received the three refuges. You are now officially the students of the Buddha. And you should understand that once you become the student of the Buddha, doesn't mean you are entering or joining something called religion. But you are more than that. You are the practitioner who is able to practice, to transform your negatives, and to try to cultivate your positives in daily life. This is the time for you to receive the five mindfulness trainings. Please listen carefully and answer yes I do every time I ask you a question. Đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm điều đạo đức. Xin trả lời dạ được sau mỗi lần hỏi. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không sát hại mọi người, mọi loài, không tán thành, khuyến khích mọi sự sát hại. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The second training. Aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me, and I will share within my capacity, especially to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra, con xin học theo hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với người nào đang thật sự trong hoàn cảnh khó khăn. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the third training. Aware of the suffering caused by sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility not to engage with anyone who is not my spouse without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, I will learn to protect the happiness of others. And this is the best way to protect children, to stay away from sexual abuse. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được những đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và bảo vệ hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con.
Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và như thế mới bảo vệ được trẻ em để nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của những gia đình trong đời sống lứa đôi. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training: aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply. I vow to cultivate my loving kindness by using loving words in my daily conversation. There are words can bring happiness. Words also can bring suffering. So therefore, I will be mindful on my daily speech. And also, I will learn to listen deeply to others in order to help others to relieve the suffering and to help me to understand others more. This is the fourth practice, loving speech, listening deeply. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức được lời nói có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, lời nói có thể mang đến khổ đau cho người khác. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không nói những gì có thể mang đến khổ đau đổ vỡ của người khác. Và con nguyện thực tập ái ngữ trong đời sống hàng ngày và thực tập lắng nghe để có thể thấu hiểu người khác nhiều hơn, và cũng để cho người khác có cơ hội trút đi những niềm đau nỗi khổ trong lòng. Vậy giới thứ tư là học nói lời ái ngữ, học lắng nghe để thấu hiểu. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fifth mindfulness training: aware that this physical body is given to us by our parents, ancestors. Make sure we keep this body in a good condition by taking and mindful in daily consumption. There are food will bring you unhealthy, like drugs, alcohol, smoking. There are games contain violence, hate, etc. may damage your physical body and my mentally health. So therefore, be very careful on your daily consumption for both physical body and mentally. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ năm. Ý thức được thân thể này do ông bà cha mẹ trao truyền. Chúng ta không nên hủy hoại thân này bằng các độc tố như là rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, vân vân. Vì đó sẽ hại đến thân thể của mình. Những phim ảnh, sách báo chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, chúng ta vẫn phải khắc chế để không làm hại đến tâm thức của mình. Nuôi dưỡng thân bằng cách chánh niệm trong việc ăn uống, tiếp thụ những gì đưa vào thân. Nuôi dưỡng tâm thì phải cẩn thận những gì tiếp nhận vào tâm thức của mình. Như vậy chúng ta mới đủ sức khỏe cả hai phương diện, thân thể và tâm hồn, do cách chánh niệm hàng ngày của chúng ta. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Thưa đại chúng, quý vị đã nghe năm giới quý báu, và quý vị biết rằng đây là năm điều đạo đức rất cơ bản cho một con người, một cá nhân. Và đây là nền tảng xây dựng một hạnh phúc gia đình, một an toàn cho xã hội. Quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo ngoài sân chùa, năm màu tượng trưng cho năm giới này. Vì năm màu đó là nay lấy từ năm cái ánh sáng quang của Đức Phật, và năm màu đó tượng trưng cho năm giới căn bản này, và năm màu đó còn để tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ được năm giới này thì chúng ta là một sự tương đồng, kết hợp, nuôi dưỡng. Cho nên có năm cái màu ở phía dưới. Năm cái phía dưới là tượng trưng cho sự liên đối với nhau. Hễ cái này mà chánh thì nhất định cái kia sẽ chánh theo. Giống như cha mẹ sống đạo đức thì ít nhiều con cái sẽ ảnh hưởng cái đạo đức mà do cách sống của mình. Cho nên có năm cái màu ở phía dưới cái đuôi của cái lá cờ Phật giáo. Ngày nay quý vị thấy lá cờ Phật giáo treo khắp nơi với năm màu là biểu tượng cho năm giới. Các thầy đi tu thọ đến 250 giới cũng không ngoài năm giới này. Các sư cô thọ 348 giới cũng không ngoài năm giới này. Vì năm giới này là nền tảng đạo đức
của một con người và nền tảng hạnh phúc của mỗi gia đình. Cho nên hôm nay quý vị phát nguyện quy y thọ giới không phải là một buổi lễ để quý vị gia nhập vào một tôn giáo, mà là một buổi lễ quý vị phát nguyện trở thành một người sống bắt đầu từ ngày hôm nay có đổi thay, biết phục thiện và làm đời sống của mình lành mạnh, hạnh phúc qua năm điều mà chúng ta vừa tiếp nhận: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không rượu thuốc bê tha. Có cái gì liên quan đến đạo giáo đâu, mà hoàn toàn liên quan đến đời sống con người của chúng ta. Dù quý vị chưa bao giờ thọ giới, nhưng chắc chắn quý vị đã từng sống theo năm giới này. Hôm nay có thọ là để chúng ta danh chánh ngôn thuận, chính thức tiếp nhận, để năm giới này đi vào trong tâm thức của mình. Và trong tâm thức mình biết rằng kể từ hôm nay mình là một Phật tử đã phát nguyện, thì đi đến bất cứ quốc độ nào, đời sống nào, chúng ta vẫn nhớ mình là một Phật tử. Mà đã là một Phật tử thì cố gắng không làm điều ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ mọi người. Chỉ cần Phật tử giữ được cái điều này, không bao giờ đạo Phật mất, không bao giờ đạo Phật mạt. Giáo lý không có mạt, chỉ chúng ta không hiểu cách thôi. Ví dụ như cơm gạo không bao giờ lỗi thời, không bao giờ mất. Nếu chúng ta không còn học cách nấu cơm nữa thì gạo đó mới thành ra không ai dùng tới, phải không? Mặt gạo nó vẫn là gạo, chỉ cần biết cách nấu thì gạo nó sẽ thành cơm, thành cháo, nếp sẽ thành bánh, thành xôi, nếu chúng ta biết làm. Giáo lý Đức Phật không bao giờ mạt, Phật pháp không có mạt. Mạt là tại chúng ta không biết cách sử dụng, không biết cách ứng dụng cho linh động theo lời Phật dạy. Cho nên hôm nay quý vị có ghi danh phát nguyện hay quý vị chưa dám vì còn sợ quy y rồi lỡ làm tội. Tôi còn sân si chưa dám quy y. Còn sân si mà không quy y, bộ để yên vậy có nó hết sao? Mình còn sân si thì mình quy y cho lẹ, cho nhanh, tu cho tập chuyển hóa thì nó mới giảm chứ. Đó. Bác sĩ mà bị uống thuốc nó thôi thôi tôi còn bệnh quá đừng uống. Còn bệnh thì phải uống thuốc, uống đến khi nào mình hết bệnh. Đại chúng hiểu được ha. Rồi. Đây là cái passport, cái điệp giới quy y ha. Trong này có đầy đủ tên của quý vị, pháp danh của quý vị và năm giới mà Pháp Hòa vừa nói đó, bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, ở trong đầy đủ trong này hết. Và các bạn trẻ, quý thầy sẽ nhìn theo cái số năm sanh. Nếu các bạn nào sanh ở đây, chắc chắn các bạn không hiểu hết tiếng Việt, cho nên pháp danh sẽ được dịch tiếng Anh luôn. Tức là pháp danh nào có tiếng Việt cũng sẽ được dịch cho tiếng Anh, cho nên anh và em đều hiểu hết. Cảm ơn đại chúng.